Thưa đại chúng là chúng ta niệm Phật. Nam Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa hiện tiền đại chúng. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2017. Chúng ta đã có mặt nơi đây tính kỹ thì được nửa ngày tu. Thưa các vị, là để tổ chức một khóa tu như thế này nó không có giản dị. Mình thấy là ban tổ chức họ rất là nhiệt tình mới có thể hoàn thiện một khóa tu như thế này. Mang cơm, mang gạo từ xa tới. Và mọi cái chi tiết ở đây, thưa các vị, là họ phải rất là cực nhọc. Rồi chúng ta có mặt ở đây để tu tập, dường như chúng ta cũng phải sắp xếp rất là nhiều cái việc ở nhà để có được vài ngày tu. Thế rồi làm ăn mà không khấm khá thì ba ngày tu nó đi qua cái vèo biến mất. Đó là việc nhỏ, việc gần. Thế rồi việc xa hơn, thưa các vị, là tính ra một đời người bằng cái nhìn của Đức Phật thì có khi mình đã trải hàng sa kiếp mới có được cái nhân duyên làm một con người. Rồi có nhân duyên làm được một con người và rớt xuống một cái vùng đất đó đủ cái điều kiện tiện nghi về đời sống như đất Mỹ dường như cũng không đơn giản nha. Các vị biết rằng có nhiều vùng đất trên hành tinh của chúng ta, thậm chí nước uống kiếm cũng rất khó khăn à. Hãy nhìn những em bé châu Phi đó, thưa các vị, nó bươi đóng rác ra để nó có được một cái nửa trái bắp móc meo thôi là nó mừng hơn được vàng, nó là cạp liền thôi. Thế rồi những con bò Phi Châu mà nó tiểu ra, thưa các vị, là nếu để rớt xuống cát không còn giọt nước nào đâu. Cho nên nó phải úp liền vô mông con bò hứng nước để uống. Nói chi đâu xa ngay nước Mỹ này. Thưa các vị, có những khóa tu mình qua bên Texas Houston đó. Một anh Phật tử anh mua nước về đó, thưa thầy, nước ở đây nó mắc hơn xăng nghe thầy. Một gallon nước đó, nó mắc hơn một gallon xăng. Nó nói, ủa, nước Mỹ sao kỳ vậy? Nó thưa thầy thì không hình dung được đâu thầy, có những nơi nó là như vậy. Thế là hành tinh chúng ta, thưa các vị, trong tương lai mình cũng không biết rằng là cái tình trạng thiếu nước ra làm sao. Mình nhớ rằng mình sinh ra ở miền Tây Nam Bộ, ngày xưa nước là cái chuyện không bao giờ người ta bận tâm đâu. Cá cũng không bận tâm. Thế nhưng bây giờ các vị hình dung rằng là nước đang khan hiếm. Thượng nguồn của sông Mekong, tức là sông Cửu Long bây giờ, nó có nhiều con đập từ thượng nguồn. Và bên cạnh những con đập thì người ta xả ra những cái loại độc hại từ nhà máy hóa chất. Cho nên hạ nguồn sông Cửu Long đang lâm vô tình trạng thiếu nước. Vừa ô uế vừa thiếu nước. Và cái điều này các vị hình dung rằng là ta là những người Việt Nam đã từng sống trên quê hương qua những năm tháng khó khăn và chiến tranh hoạn họa. Thế thì các vị hình dung là nếu mình không có duyên may mình có mặt nơi đây thì đời sống mình nó không khác gì bao nhiêu người cùng tuổi với mình đang rất là khó khăn. Do vậy cho nên có được đời sống mà có được một hoàn cảnh sống như thế này, có khi cái phước của các vị đã tạo trong quá khứ rất là nhiều đời. Các vị mới ngay một đời này sinh hai lần. Lần thứ nhất mình sinh ở Việt Nam,
Lần thứ hai mình sinh ở đây là cái vùng văn hóa rất khác nha. Cái cung bậc phước lành của nó cao hơn Việt Nam một tầng. Thế rồi mình trở lại cái chuyện mình nói là không khéo làm ăn thì 3 ngày tu qua cái vèo. Rồi cái chuyện xa hơn thưa các vị, không khéo sống cho đàng hoàng thì một đời trôi qua một cái vèo. Rất dễ chứ không khó khăn chi cả. Do vậy thưa các vị, để có được một đời sống như thế này, có được nhân duyên gặp đạo, rồi có được phước lành hiểu Phật Pháp để tu, sắp xếp được những ngày tu thì đó là một kỳ công và hãn hữu lắm chứ không đơn giản. Cho nên xin các vị trân quý, gần nhất là trân quý những ngày chúng ta có mặt nhau nơi đây. Thứ hai là trân quý những ngày trong cuộc sống này. Đa phần ở nơi đây các Phật tử tuổi 50 trở lên cũng đông đó chứ đâu phải ít. 40, 50 trở xuống là thưa các vị còn có thể hứa hẹn được với ngày tháng còn dài. Thế nhưng mà bước vào tuổi 50 đổ lên thì các vị thấy là sức khỏe nó mòn mỏi dần từng ngày nhé. Cái nguyên tắc các vị nhìn coi mặt trời sáng sớm mọc cho tới trưa dường như rất lâu. Thế rồi mặt trời đứng bóng là mặt trời xế và lặn rất nhanh. Tuổi già cũng như vậy. Tuổi thanh xuân thưa các vị, người ta trong Tết tới từng năm để được ăn diện đồ mới, để được người lớn lì xì, trong hoài mỏi mòn với tới Tết. Thế rồi tới cái tuổi 40 thưa các vị, không trong mà Tết nó tới liên hồi. Nó tới mình phải sợ đó, tại vì mỗi một lần Tết đến là mỗi một lần nó báo hiệu rằng là cái quỹ tuổi thọ của mình nó mòn, nó sắp hết. Thế cho nên thưa các vị, càng lớn tuổi chúng ta càng trân quý đời sống. Đừng để cho một ngày trôi qua trong phí phạm. Một ngày trôi qua trong phí phạm thì còn có thể tha được. Tại vì anh không làm gì hơn, anh không có lời, thôi để cho nó mất cũng không có sao. Thế nhưng mà cái vụng về chúng ta là chúng ta để cho một ngày chìm sâu trong buồn, trong ưu tư, trong bất an, trong giận hờn, trong thù hận, trong căm ghét. Tức là trạng thái tâm của chúng ta nó không được nâng lên cái mức độ tràn ngập niềm vui, tràn ngập sự yêu thương, mà nó lại nhận chìm xuống cái mức độ bình thường. Đó là mình để cho buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, sầu thảm nó tràn ngập tâm thức mình. Thế thì cái điều này mới là cái điều rất là tội nghiệp cho chúng ta. Ví dụ như mình còn trẻ, 20 tuổi, tha cho. Tại vì ảnh còn sống nhiều lắm. Ảnh nghĩ rằng tới 80 năm nữa ảnh mới chết. Và chúng ta thì 60 tuổi, 70 tuổi mà chúng ta để cho tâm thức mình nó tràn ngập những cái phiền muộn thì rất ư là thiệt thòi cho mình nha. Thưa các vị, cái nguyên tắc là khi các vị cưu mang bất cứ nỗi niềm gì trong tâm thức thì các vị phải bằng mọi cách các vị ném nó ra ngoài đó à. Có phải vậy không? Lòng mình tràn ngập cái phiền muộn giận dữ thì mình cũng tìm cách mình ném nó ra cho ai? Người gần mình nhất là đủ, phải không? Chồng mình, vợ mình, con mình. Rồi một nguyên tắc nó rất là tự nhiên, đó là người ta càng già thì có khi người ta càng bức xúc nhiều hơn tuổi trẻ nha. Tuổi trẻ nó dễ trôi qua. Tuổi già thưa các vị, nguyên tắc là hệ thần kinh ta nó bị suy thoái. Rồi cái tập khí chúng ta tới già nó càng cứng lại. Cố chấp càng ngày càng nhiều, giận càng ngày càng nặng. Phiền muộn bất an nó càng chất chứa, cộng với cái sự suy thoái của một hình hài, cho nên tánh tình của người già không khéo thì nó lâm vô cái tình trạng là càng khó chịu. Những người già mà họ sống một cách thảnh thơi, dễ chịu, dễ thương dường như hiếm lắm. Tại vì cơ thể họ nó già, nó suy thoái cho nên nó phải vậy thôi à. Ai cũng vậy cả. Tôi không nhìn các vị, tôi nhìn tôi thấy tôi cũng đã khó chịu rồi, đừng nói chỉ ai. Thế thì mình biết nhau quá thôi, tuổi già nào cũng vậy. Rồi một hôm mình đi bác sĩ, nghe bà bác sĩ rồi nói, mình học thêm điều này nghe. Mình nói thưa thầy, tuổi già ai cũng vậy đó thầy.
ai cũng vậy thôi. Thì ra đường thì nhìn coi chiếc xe nào mà nó chạy bon bon từ đường phố chạy nhanh đó, là không có anh chàng nào già mà chạy được vậy hết á. Đều chậm lụt, đều rề rà, đều ra đường thì sợ tông xe người ta, phản ứng nó chậm, có phải vậy không? Và mình để ý thưa các vị là mình ngồi trên xe đi về trong những buổi đi dạy thì mình để ý dường như điều này nó đúng tới 100% nha. Thế cho nên thưa các vị, không khéo tu thì tuổi già chúng ta càng ngày càng lâm vô cái tình trạng là rất khó khăn. Khó khăn đầu tiên là mình luôn bực bội, bức xúc. Khó khăn thứ hai là khi nội tâm các vị mà cất chứa cái điều gì thì các vị tìm cách các vị ném nó vào người thôi. Mà người dễ ném nhất là chồng mình, vợ mình, con mình, cháu mình. Rất là tội nghiệp cho họ. Họ đâu có chịu trách nhiệm gì về cái nỗi niềm trong tâm thức các vị đâu. Các vị cư mang thì các vị làm lây quả cho bao nhiêu người, tội nghiệp người ta nhé. Cho nên thưa đại chúng là không khéo làm ăn thì mình mất một đời. Vụng về hơn không phải mất một đời, mà các vị cư mang bao nhiêu cái thói tật rất là vụng về của các vị thì lây quay các vị trở lại thì có khi kiếm không được cái điều kiện của một đời sống như hiện tại. Mình đi biệt mù cái cõi nào thôi chứ không có trở lại nước Mỹ được đâu nghe. Tại vì tâm thức mình ra làm sao thì mình chọn cái môi trường ra làm vậy để sống à. Tâm thức mình nó tràn đầy thù hận thì mình tìm cái môi trường mà nó vừa nứt mắt ra, nó đã giết nhau, nó đã lừa gạt nhau, nó đã là căm thù giận dữ, nó xách súng, nó giết nhau. Thế thì mình chọn nó dùng không có Phật Pháp á, dùng Phi Châu giờ đó, mình qua đó. Tâm thức mình nó tràn đầy ganh tị, tràn đầy giận dữ, tràn đầy bức xúc. Và nếu phải rớt vào cõi người thì chọn những vùng đất như vậy để nó tương hợp với môi trường tâm thức của các vị nó biểu hiện thôi. Rồi ngay một đời này các vị nghiệm điều này, các vị thấy nó rất là hiện thực nha. Ai mà lòng họ nó tràn đầy hỷ lạc, họ gặp người, họ hoan hỷ, họ mở rộng tâm thức, họ đón nhận, họ tràn đầy yêu thương, thế thì mặt mày của họ không cần làm chi cả mà nó rất ư là dễ thương, phải không? Còn mình mà lòng mình tràn đầy sự cay đắng, ganh tị, giận hờn, cho dù mình có sửa cái bộ mặt mình ra làm sao nữa, người ta nhìn người ta cũng chết khiếp. Tại vì nó rất ư là hình sự, gặp người là đằng đằng sát khí rồi. Thì giống như vậy nghe, tâm ra làm sao, biểu hiện ra đời sống bên ngoài ra làm vậy. Đó là gần nhất thì các vị kinh nghiệm rằng là tâm ta nó tràn đầy độc tố. Thế thì trả hình hài về cho các buổi, mình chọn cái điều kiện như vậy, hình hài như vậy, đời sống như vậy để mình biểu hiện ra thôi. Đó là nhìn theo cái nhìn đạo Phật, đó là nhân quả. Nhìn theo cái nhìn của tâm lý đời thường, đó là cái việc tất nhiên do tâm thức biểu hiện ra hình thái thôi. Thế thì thưa đại chúng, người ta thông minh thì một ngày người ta làm cho đời sống người ta nó tràn ngập hạnh phúc, niềm vui. Mình vụng thì một ngày để trôi qua, một vụng hơn nữa thì một ngày chất chứa sầu đau để cho ngay một đời này thiệt thòi, rồi lại cưu mang cái nghiệp này để thiệt thòi trong nhiều kiếp. Cho nên thưa các vị, hãy trân quý đời sống mình. Hãy hứa với lòng rằng là thời gian sống của mình, tức là cái quỹ tuổi thọ của mình cất ở trong công văn nó không còn nhiều đâu. Hãy khéo ạ. Mình xin lặp lại, với người trẻ thì họ có thể lơ là được, họ để cho đời sống họ nó chìm ngập trong giận dữ, trong căm tức, trong phiền muộn, trong bất an, tha cho được. Tại vì anh chưa có thấy quan tài phía trước, anh chưa ngán đâu, còn mình già rồi nghe, gần lắm rồi, cho nên các vị nên lưu ý. Đó là điều thứ nhất. Thế rồi điều thứ hai, ta hỏi với nhau rằng là ta có chắc rằng, ta có chắc rằng ta sống 10 năm nữa không? Ví dụ như ai 70, các vị có chắc rằng các vị sống 10 năm nữa không vậy? Không chắc. Rồi các vị 50 tuổi, các vị có chắc rằng các vị còn sống tới 40 năm nữa không vậy? Cho 90 đi, cũng không chắc luôn. Thưa đại chúng, có những điều nó rất là hiển nhiên, nó hiện ra trong đời sống ta mà ta không có sợ nha.
Hiển nhiên thứ nhất là chết là cái việc rất chắc chắn, phải không? Điều thứ hai, nó có một điều rất ngược là nó rất chắc chắn mà nó cũng rất tình cờ. Tại sao nó rất tình cờ? Do vì chúng ta không biết chết lúc nào cả. Nó có thể kéo dài 50 năm nữa, và cũng có thể nó kéo dài vài ngày thôi. Không ai lường được cả. Thế cho nên nếu mình là người thông minh thì mình làm cái chi? Làm chi? Nên chuẩn bị cho mình ngay bây giờ. Tại vì mình không biết nó rớt xuống mình lúc nào nghe. Thưa đại chúng, là có nhiều trường hợp rất là cực cho con cháu. Mình gặp rất nhiều gia đình người Việt, họ nghe nói cái chết thì họ sợ vô cùng, họ không dám đối đầu với nó. Do vậy cho nên khi lâm vô tình trạng bệnh bất thường, nằm trong bệnh viện thì nó trở thành cái sự bối rối cho cả nhà. Tại vì nằm thoi thóp chờ chết, đời sống của một con người, nhưng mà sống thì sống thực vật rồi, biết gì đâu. Người ta găm nhiều ống vô để duy trì thọ mạng, nhưng mà thực ra như một xác chết mà thôi. Thế nhưng mà con cái thì nó không biết làm sao cả. Có những đứa thì nó theo cái tinh thần nhà Phật, nó nói rằng hãy để cho bố mẹ mình ra đi đúng với cái quy trình tự nhiên, ai sinh mà chẳng tử. Đứa khác thì nói không, làm vậy là sát nhân, mà không có tội gì nặng bằng bất hiếu cả, đâu có quyền rút ống để cho bố mẹ ra đi. Thế rồi bác sĩ thì thưa các vị, nó lại rất là bực mình, nó nói rằng là nuôi cái xác sống này, tụi mi có chắc rằng là cái ông già này sống lại không? Mà mỗi ngày phải tốn ngần đó tiền, ngần kia tiền, trong khi tiền bạc đâu phải chính phủ in đâu, mà tiền đó là tiền trong quỹ dự trữ an sinh xã hội, tiền của tụi bay đóng thuế đó, mà nuôi cái hình hài này không nghĩa lý gì cả. Rồi người hàng xóm láng giềng thì họ bảo rằng ôi, gia đình đã hồi ông già đã còn sống thì nó rất là bất hiếu. Thế rồi bây giờ ông bệnh nó không chết thì nó làm như nó có hiếu lắm, nó gọi là nó thay vì bất tử thì nó bất sống, tức là nó không cho chết. Đây là cái lũ bất hiếu. Thế rồi có nhiều nguồn thông tin nó nói, rồi các vị thấy thông tin nào đúng? Đúng nhất là cái lúc ta già, thưa các vị, ta nên chuẩn bị cho mình là viết tờ di chúc đàng hoàng. Ta lâm vô tình trạng bệnh mà không thể cứu sống thì hãy cho ta ra đi một cách tự nhiên. Đừng có bức bách ta, bắt ta phải sống một đời sống như thế đó. Thế thì thưa các vị, cái việc mình thưa nó là thế này, nó là chết là điều rất chắc chắn, nhưng cũng rất tình cờ. Cho nên người thông minh thì phải biết chuẩn bị cho mình ngay lúc này, ngay bây giờ. Đừng để lâm vô cái sự khó khăn. Chuẩn bị về hậu sự thì dễ nghe, mà chuẩn bị về đời sống cho chính mình mới là chuyện cần làm. Thế nào là chuẩn bị cho mình từng ngày? Thưa đại chúng, hãy hứa với lòng rằng mỗi một ngày sống giữa cuộc đời này, đừng để cho mình bị nhận chìm trong phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu thảm. Đừng để cho tâm thức mình nó tràn ngập những cái tâm hành tiêu cực. Và thông thường hai dạng tâm hành nó thay phiên nhau, nó có mặt nơi vùng trời tâm thức của các vị. Dạng thứ nhất đó là tâm thức tích cực, tức là lòng thương yêu, lòng bỉ tha, sự độ lượng, thì có khi nó lại khó khởi. Mà cái tâm thức như là buồn, như là giận, như là trách cứ, như là than phiền, như là ganh tị, thưa các vị, thì nó rất dễ xảy ra nơi tâm thức các vị. Không cần nhiều, ra đường thấy anh chàng nào đó mà anh đi anh vừa hát đó là mình thấy khó chịu rồi, mắc gì đâu hát vậy. Rồi nhìn thấy một người có vẻ xinh xắn, có vẻ yêu đời, mình cũng cảm thấy không có hài lòng. Nghe người ta khen bằng hữu mình, ôi chị đó giỏi ghê, mình nghe mình cũng thấy xót xa, mình cũng kiếm được cái cách giỏi thì giỏi, nhưng mình đặt cái chữ nhân đó là mình kiếm ra chuyện hạ bớt cái giá trị của người ta xuống. Dường như là khen người khác làm cho mình bị tổn thương vậy. Thế thì các vị nhìn coi là tâm hành ta, những cái dạng như là phiền muộn, bất an, ganh tị, vân vân, dễ phát sinh, là cái tâm thức mở rộng yêu thương, vị tha,
nó rất là khó phát sinh nơi đời sống chúng ta, cho nên hãy cẩn thận. Thưa các vị, điều này không phải mình nói nghe, từ trong kinh Tâm Địa Quán Đức Phật dạy. Đức Phật dạy rằng là tâm chúng sinh như ruồi xanh, nó luôn tìm cái nơi nào nó đến, các vị biết không? Nơi nào ô uế, nơi nào hôi hám, thức ăn của nó đó. Tâm ta như kẻ trộm, nó rình rình, nó ăn cắp pháp tài của các vị đi đó. Có một chút công đức lành, có một chút thiện niệm, nó rình rình, nó lấy mất. Tâm ta như kẻ cướp, nó lấy hết những cái ý niệm tốt lành của các vị, nó chỉ chừa lại cái thứ vô cùng ô uế nơi tâm thức các vị thôi. Khởi một thiện niệm mà nuôi dưỡng cho nó thì rất là cực, nhưng mà khởi một ác niệm, tức là khởi một tâm hành xấu, thì thưa các vị, nó rất là dễ phát sinh và các vị lại thích nuôi nó. Còn nuôi cái thiện tâm thì rất là khó khăn. Do vậy cho nên đời sống của chúng ta hãy thông minh, bằng không thì một đời mình trôi qua trong phù du rất là nhanh, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất. Thưa, để cho đại chúng lưu ý là nếu các vị nhìn thấy một ngày qua rất nhanh thì các vị cũng biết rằng một đời qua rất nhanh. Không khéo cẩn trọng thì chúng ta lay quay mất một đời. Thế rồi trở lại cái chuyện khóa tu của chúng ta. Chúng ta có chủ đề là mình đổi thay khổ đau làm thành hạnh phúc. Nãy giờ mình chỉ quảng cáo hàng thôi nha. Giờ phải bán hàng thiệt cho thôi, trốn tránh chuyện này đâu có được. Thưa đại chúng, là mình có thể chia ra hạnh phúc nó có 3 tầng nha. Tầng thứ nhất là hạnh phúc đời thường. Tầng thứ hai, đó là hạnh phúc từ sự tu tập. Tầng thứ ba, đó là hạnh phúc từ con đường tâm linh. Các vị có công phu hành trì, các vị chứng nghiệm được những cái tầng trí tuệ thâm sâu. 3 tầng này. Thế rồi đi vô cái tầng đầu tiên là sinh hoạt trong đời sống bình thường này, cái nhu cầu của chúng ta. Đó là nhu cầu có mặt, những hạnh phúc rất là đời thường. Thế rồi mình định nghĩa với nhau hạnh phúc đời thường là hạnh phúc chi? Mình không cần nói khổ đau làm chi, hãy nói hạnh phúc thôi. Tại vì khi khai thác về những hạnh phúc trong cuộc sống đời thường thì ta phải làm được việc là chuyển hóa được những khổ đau, những lo âu, những bất trắc, những sầu thảm và những điều nó gây nên sự xung đột trong đời sống của ta với người thân của ta, thì chúng ta làm thành hạnh phúc ngay nơi khổ đau là như vậy. Thưa các vị, hạnh phúc đời thường nó không phải là cái gì khó kiếm. Thế nhưng mà chừng như chúng ta để cho nó trôi tuột qua kẻ tai rất ư là dễ dàng. Tôi dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này, thì các vị thấy là hạnh phúc đời thường nó không có chi mà khó kiếm cả. Thế nhưng mà càng lớn thì chừng như chúng ta càng để cho nó chạy mất. Thưa các vị, chừng như tuổi bé thơ chưa một em bé nào nó bảo rằng nó khổ đau hết, dường như không có, phải không? Chỉ cần con búp bê là nó hạnh phúc tràn đầy, chỉ cần cho nó ngồi dọc cát là nó hạnh phúc rồi, phải không? Thì chỉ cần nó đi chơi với một đứa bạn dung dăng dung dẻ, không làm chi cả. Chỉ cần hai đứa ôm cặp nhau rồi đạp xe đi trên con đường dung dăng dung dẻ thì nó tràn ngập hạnh phúc thôi. Thế rồi cũng có thằng bé ấy, tới năm 15, 17 tuổi, 19, 20 tuổi thì nó bắt đầu nếm hương vị khổ đau chứ không hạnh phúc nha. Đầu tiên khổ đau đến nó là cái chi vậy? Thưa các vị, tự nhiên là cái nền văn hóa gia đình chúng ta, nền văn hóa nhà trường chúng ta tạo thành nơi tâm thức của nó, cái đầu rất ư là so sánh, rất ư là ganh tị nghe. Ví dụ như ta là bố mẹ thì nó mi không bằng con bác nhà mi, nó học rất thông minh. Đó là mình cài vô tâm thức nó cái hàng mầm chi? Ganh tị à, mình thua thằng kia. Rồi thưa các vị, là ngay trong nhà nếu các vị có 5-3 đứa con thì các vị cũng bắt đầu làm cho tâm thức con em mình nó có cái hạt mầm ganh tị ngay lúc nó còn chưa tiếp xúc với đời. Thế nào là cài hạt mầm ngay nơi tâm thức con mình lúc nó còn bé? Chưa chắc một bố mẹ nào mà thương con đồng đều nghe, có phải vậy không? Luôn luôn là nhìn đứa này khác đứa kia,
Và cái điều này thưa các vị tùy vào cái mức độ nghiệp thức của các vị đối với những đứa con ra làm sao thì các vị có được sự thương yêu với từng đứa con khác biệt. Có những gia đình thưa các vị theo mình biết á, thì những đứa con nó vô cùng dễ thương và có hiếu thì họ không thương. Trái lại những đứa con mà nó ngỗ nghịch, nó phá của, nó bất hiếu thì lại thương gấp nhiều lần á. Có không vậy? Và các bậc bố mẹ họ có cái lý của họ. Khi họ nói điều này, họ nói thưa thầy, cái đứa dễ thương thì luyện đâu thì ai cũng thương cả, cho nên mắc gì con thương cho nhiều. Còn cái đứa mà nó ngỗ nghịch, nó bất hiếu, nó vụng về, nó không biết cách cư xử, ra đường ai cũng không ưa hết. Thế rồi con không ưa nó nữa rồi làm sao nó sống còn, cho nên con phải thương nó gấp nhiều lần chứ. Có đúng vậy không? Thì ngay điều này thưa các vị đã tập tành cho chúng ta từ bé là chúng ta luôn làm cái chi để sống còn vậy? Luôn nhìn vào mắt bố mẹ để biết ổng thương nhiều hay ít nha. Muốn xin tiền phải rình rình cái lúc nào bà mẹ mình dễ chịu, lúc nào có thể xin được, bằng không thì xin chẳng được tiền còn bị la. Tức là dạy cho ta cái chi? Dạy cho ta cái ganh tị ngay với anh em của ta. Dạy cho ta rất là nhiều điều thưa các vị. Và cái điều mình dạy con em mình đó là mình dạy cái khổ nhục kế nơi đời sống của nó nghe. Ví dụ như có một buổi nào nó đi học về, nó ném cặp, nó lủi lên giường, nó nằm, nó lên ử ử là chuyện gì phát sinh. Thưa các vị, bố mẹ chẳng dắt dò cổ đó, không biết nó bệnh chi, và vỗ về an ủi, sợ có trán nóng không, mà thấy trán nó mát rượi, có nóng gì đâu. Và tới chừng mình đi ra thì nấp mà nó cười thầm, nó nói nó làm bộ tí thôi mà ông bà sốt gió. Và thưa các vị, cái thủ thuật này mình học từ bé rồi nghe. Rồi không những trong đời sống gia đình, các vị ra đường các vị nhìn coi anh chàng nào đi ảnh giống chừng như muốn tự giận tới nơi, thì các vị liền quan tâm, các vị liền thăm hỏi. Người nào họ ra đường họ vui như mở hội, ai hỏi làm chi, hắn vui vậy mà. Do vậy thưa các vị, mình học được cái nghề này, cho nên tới chừng lúc có gia đình mình lâu lâu cũng làm như vậy. Để làm chi? Mời gọi sự quan tâm của người thân mình nhé. Gọi là dùng khổ nhục kế để sống còn giữa cuộc đời này. Từ cái điều này nó hình thành cái chi? Hình thành cái chi? Hình thành một cái dọc dài dây chuyền tâm thức là mình luôn cất chứa niềm đau nỗi khổ trong đây. Ta không có niềm vui để tự hào, ta không có lợi có danh để tự hào. Tối thiểu ta cũng tự hào rằng là tôi khổ lắm anh biết không? Ta cũng có cái tự hào chứ. Ngồi nghe thiên hạ nói chuyện nhau, đôi khi mình tức cười. Chị này nói, chị ơi từ ngày tôi có gia đình tới giờ tôi khổ lắm. Chị kia nói, chị sao bằng tôi khổ lắm nè. Tức là khổ ta cũng dành nhau khổ. Thế thì thưa các vị, từ những cái việc ví dụ rồi mình trở lại vấn đề thưa các vị, dường như nỗi khổ nó tăng tốc theo với mức độ tuổi lớn, cái mức độ các vị tiếp xúc cuộc đời, mức độ của các vị càng ngày càng trải nghiệm giữa đời sống, trong khi tuổi bé thơ khổ không có. Hay nói cho tỏ tường là khi tâm thức của ta nó rất ư là chân chất, ngây ngô, vô tư thì nỗi khổ không có. Nỗi khổ chỉ có đáp lại đời sống ta là khi tâm thức ta càng ngày càng có nhiều cái quẩn khúc nghe. Càng ngày cái đầu ta nó càng bén nhạy, nhìn là phê bình, nhìn là phán xét. Và từ đó nỗi khổ nó phát sinh. Trong khi đó thưa các vị, nơi một tâm thức rất ư là rất ư là anh nhi. Cái từ trong đạo ta dùng là một tâm thức bé thơ, bất cứ việc gì nó đến nó đi ngang qua như vẽ chữ trên dòng nước á, thì tâm thức đó không có lưu lại nét khổ gì cho nhiều cả. Nhiều lắm là nó tạo một chút gợn rồi nó ra đi thôi. Đó là cái định nghĩa ban đầu. Nỗi khổ bản chất của nó không có thật, bản chất của nó luôn đến và đi, nó trôi ngang qua như một tâm thức bé thơ, thì đố mà làm cái chi cho nó có thể lưu lại âm bản sâu trong tâm thức để nó trĩu nặng lòng hai ba hơn. Con mình với con nhà hàng xóm nó đánh nhau bưu đầu sức tráng, mình về nhà mình nghiến răng mà không biết làm sao, mình nói cấm á, không được chơi với thằng đó nữa, thằng đó côn đồ lắm. Thế nhưng mà rồi
Hai bữa sau mình thấy hai đứa nó cặp tay nhau đi đi chơi rất bình thường. Còn chúng ta, thưa các vị, không cần đụng vào nhau nhé. Chỉ cần ném vào một lời tổn thương thôi thì ta làm chi? Cắt chiếu ngồi riêng, thề một đời không nhìn mặt. Thế thì rõ ràng rằng là tâm thức người ta càng trở lại cái sự hồn hậu bé thơ, đến và đi, những cơn buồn nó như mây trôi. Thế thì thưa các vị, cái khổ nó giảm đi 50%. Đó là điều thứ nhất, các vị nhận diện mà nỗi khổ. Nó chỉ có thật đối với những tâm thức tràn đầy cái sự ấp ủ. Lưu nó lại để làm của gia bảo thì nỗi khổ có thiệt. Còn nếu không muốn lưu nó thì nó tự trôi. Điều thứ hai, các vị nhìn vào bản chất của mọi nỗi khổ đến với các vị thấy bản chất nó đều đến và đi, nó đều trôi ngang, chứ nó chưa bao giờ dừng lại nghe. Ví dụ, buồn đến, nó có đi hay là nó ở lại hoài vậy? Thưa các vị, nó ra đi nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta không bằng lòng để nó ra đi. Chúng ta kéo nó lại. Bằng cách gì? Nó trở thành ký ức của ta. Là chúng ta lâu lâu chúng ta gợi lại như hồi xưa mình có thưa với các vị đó. Nguyên tắc thưa các vị, không có nỗi buồn nào đến mà không đi. Nếu niềm vui đến rồi đi thì nỗi buồn cũng đến và đi. Lo âu, phiền muộn, bất an cũng đến và đi. Điều này là một lẽ thật. Ví dụ như các vị ở nơi đây có thể kiểm tra lại đời sống mình từ bé tới giờ, các vị có thể đếm ra bao nhiêu nỗi buồn có phải vậy không? Thế rồi nó đến rồi nó đi ngang qua chứ nó ở lại đâu? Cho nên ta mới sống tới ngần này. Nếu nỗi buồn là thật, là nó cùng một cường độ, một cái khả năng nhận chìm như thế thì đừng hòng có ai sống được trong cuộc đời này. Thế rồi mình đem một cái ví dụ rất là xác thực nói thì các vị thấy điều này nó rất là chính xác nha. Thưa các vị, bà cụ mình, bà mất chồng vào năm 36 tuổi thôi, tức là còn trẻ lắm. Ông cụ mình mất năm đó bà mới 36 tuổi thôi. Và một người đàn bà nhà quê, thưa các vị, đời sống là nương tựa vào ông chồng, tay cuốc tay cày đủ thứ việc hết. Và ông mất rồi ông bỏ lại bốn đứa con. Và mình không có lường được bà có thể sống được. Tại vì mình thấy khi báo tin rằng là ông bị mất do chiến tranh, thì đưa xác ông về rồi thì bà dường như là chết vậy. Mình nói cái thế này thì làm sao bà có thể sống được. Ấy thế mà năm nay gần 90 tuổi rồi, cười toe toét, răng thì rụng hết, còn cái một thôi. Hỏi chứ tại sao không nhổ cho rồi? Nó để làm duyên chứ thầy. Thì các vị biết rằng là cái máu gọi là cái máu hài hước vẫn còn tới bây giờ. Đó là một cái chứng minh rất là thật, thưa các vị. Mình nghĩ nơi đây không có ai lâm vô tình trạng như bà cụ mình. Một người đàn bà nhà quê, chồng là rường cột, chồng là sự sống, chồng là nơi tựa nương duy nhất. Thế mà ngã cái đùng ra chết vì chiến tranh. Và cái nỗi thảm sầu là một mình chơ vơ giữa cuộc đời, 4 năm đứa con còn phải nuôi nữa, mà các vị thấy rằng là chỉ có 3 tháng sau thôi là bà gượng dậy và sống hùng, sống mạnh và sống hiên ngang nuôi con cho tới ngần này, 90 tuổi rồi vẫn còn bình thường. Thế thì các vị thấy là khổ đau lớn nhất của một đời đó là mất người thương của mình rồi cũng đi qua. Thế thì những cái khổ đau lặt vặt trong cuộc sống này, thưa các vị, không có lý do gì nó không đến rồi nó đi qua cả. Nó như nước chảy qua cầu thôi, đến và đi biến mất. Nhưng mà cái tội chúng ta là chúng ta không cho phép nó đi qua, ta cứ gợi đi gợi về. Do vậy cho nên nỗi khổ, thưa các vị, bản chất của nó là không có thật nghe. Bản chất của nó là đến và đi. Bản chất của nó là luôn trôi như dòng nước. Mà sở dĩ ta gọi rằng là ta khổ là do vì ta không muốn nó ra đi, ta muốn nhận chìm mình trong nỗi khổ. Và nếu như vậy thì thưa các vị, rất tội nghiệp của đời sống. Chưa có một người thân nào gắn kết với các vị mà họ hứa với các vị rằng họ sống luôn cho tới đợi chờ cho các vị ra đi rồi mới ra đi nghe. Chưa hề có. Người thân đó là chồng ta, là vợ ta, là con ta, là bố ta, là mẹ ta, thưa các vị. Mỗi một cuộc đời đến hành tinh này, họ đều
Tùy theo duyên phận họ có mặt bồng bềnh, họ đến họ đi theo con đường nghiệp tất định của họ thôi. Ví dụ như con của cá vị, nó ghé lại cá vị. Nếu nó không ghé lại cá vị thì nó sẽ ghé là một bến bờ khác để nó có mặt, nó mượn cá vị để biểu hiện ra cuộc đời, chứ không phải là nó hứa hẹn rằng là phải luôn có mặt bên cá vị. Không hề có. Ta chỉ là cái điều kiện để cho thế hệ tương lai nó có mặt nơi ta, và nó có mặt giữa cuộc đời này. Thưa cá vị, nó có quyền tự quyết về đời sống của nó. Nó còn trong bụng cá vị thì cá vị có chủ quyền nhất định ngay. Thế nhưng mà nó có mặt giữa trần đời trong vòng 10 năm thôi. Ta làm bảo mẫu cho cháu. Trên 10 tuổi rồi thưa các vị, là nó bắt đầu nó có cái sự suy nghĩ rất là khác biệt. Không có đứa bé nào nó không muốn vượt thoát khỏi sự kềm hãm khống chế của các vị cả. Ta để ý là cái sự xung đột giữa những bé trai với ông bố là chuyện tự nhiên ha. Tại vì nó cảm thấy là nó phải thoát khỏi cái sự kềm hãm đời sống gia đình. Đứa bé trai nào cũng vậy cả. Thế thì thưa các vị, mỗi người họ đến trần gian này họ đều có duyên phận của riêng họ. Họ đến và họ đi theo con đường tất định của nghiệp của họ đã gây trong quá khứ. Và nếu ta biết được điều này thì cái nỗi khổ về sự chia tay nó giảm đi. Ta biết được điều này thì cái sự họp mặt thưa các vị, ta cũng trân quý từng buổi họp mặt của mình với người nhé. Trân quý sự họp mặt của mình với con mình, trân quý sự họp mặt của mình với bố mẹ mình. Và chúng ta cũng chấp nhận cái sự chia tay giữa mình với người thân của mình, giữa mình với bố mẹ mình, giữa mình với con cái của mình. Điều này nó là một lẽ tất nhiên. Tóm lại một điều, thưa các vị, ngay trong đời sống bình thường, nếu các vị hiểu được những nguyên lý tất nhiên của đời sống thì các vị tự làm cho mình nó vơi, nó nhẹ, bớt đi nỗi khổ. Còn nếu mình không hiểu điều này, mình muốn mọi việc nó phải theo ý của mình, thì thưa không có cách gì mà chúng ta sống thênh thang giữa cuộc đời bớt khổ được cả. Có một ông nhà giàu kia, ông nghe tiếng vị thiền sư rất ư là đạo hạnh. Ngày Tết ông mời về cúng dường. Ông nói con nghe tiếng thầy là bậc thầy đức hạnh, cho nên xin thầy viết một câu liễn này chúc phúc giùm gia đình con. Thế là ông phóng bút ông viết: cha ông chết, con chết, cháu ông chết. Ông nhà giàu kia mất hồn: bạch thầy, con vô cùng cung kính, con thỉnh thầy về, con cúng dường đàng hoàng, phong bì đỏ rất nặng, thế nhưng mà thầy nỡ lần nào thầy trù éo gia đình con vậy? Vì thiền sư nói không, ta chúc phúc cho ông nó chết. Nói thưa thầy, chúc phúc cái kiểu gì mà ngài trù bố con chết, con chết, con chết thì cháu con chết là chúc phúc. Ông nói ông nên nhớ rằng cái nỗi bất hạnh lớn nhất của đời người đó là ông thì còn sống mà con không chết, có phải bất hạnh không? Do vậy cho nên sắp hàng như vậy từ bố ông chết tới ông chết, con ông chết, cháu ông chết, điều này là phúc lành đó chứ. Thế thì thưa các vị, cái điều rất là tức cười của vị thiền sư kia, nhưng mà gẫm lại đời người, nếu chúng ta được ra đi cách tuần tự vậy là có phúc rồi nghe. Tóm lại thưa các vị, có những điều nguyên lý cuộc đời này nó không có chừa ai cả. Nguyên lý cuộc đời thứ nhất là những cái già cái bệnh không có chừa ai. Nguyên lý thứ hai, thưa các vị, những nỗi bất trắc của đời sống này cũng không chừa ai đâu nghe. Đừng nghĩ rằng ông đó ông tu rồi không bị những bất trắc cuộc đời đổ xuống ông. Đừng nghĩ rằng quý thầy quý cô sống ở trong chùa tu tập như vậy đời sống họ yên hàng vô sự, không có những cái sự bất trắc của cuộc đời đổ vào. Thưa không, chúng ta đều bình đẳng như nhau. Ai chẳng có gia đình, ai chẳng có bố và mẹ. Ví dụ như anh cẩn thận,
anh không để cho tật bệnh xảy ra nơi anh, thì này người thân của anh cũng có thể xảy ra những tật bệnh, người thân của anh tật bệnh và ra đi thì thưa các vị dính với anh đó chứ. Do vậy cho nên bất trắc không hề tự nan bất cứ ai cả, hắn có quyền rớt xuống mọi người. Cho nên mình đừng nghĩ rằng tu để cho đừng có những bất trắc xảy ra, hãy nghĩ một điều thông minh rằng tu để đối phó được, chuyển hóa được những bất trắc nó đến với mình thôi. Khổ đau thì đồng đẳng như nhau, nhưng mà tùy vào mức độ, có tu cũng không tu, mà chúng ta làm giảm thiểu khổ đau, chúng ta làm chuyển hóa được những khổ đau, để có thể ngay trong khổ đau có được niềm vui và phúc lạc. Đó là phần thứ hai mình thưa với các vị để thấy rằng là khổ đau nó rất ư là bình đẳng, nó không có thai cả. Thế rồi đi vô cái phần hạnh phúc giữa cuộc sống đời thường, cái điều gì làm nên hạnh phúc của đời sống chúng ta? Thưa đại chúng, là sư ông Làng Mai thường dùng hai từ thôi để hướng dẫn thiền sinh Tây Phương, từ chi, hiểu và thương đó. Hai từ đủ làm hạnh phúc rất lớn cho đời sống nha. Và thưa đại chúng, là ông cụ chỉ cần dạy người ta đi vô thiền tập, thiền tứ niệm xứ thôi, ông lấy cũng một phần đầu đó là niệm hơi thở thôi. Và các vị không thể hình dung được rằng là giúp hàng vạn người, nhất là người Tây Phương, họ nếm hương vị hạnh phúc, có những đời sống gia đình. Thưa các vị, cái khoảng cách giữa bố và mẹ không có thiết lập được, nhất là người Tây Phương. Và có những đời sống gia đình, cái sự xung đột về tình cảm lứa đôi, thưa các vị, không có cách chi mà lấy được cả. Thế nhưng mà họ chỉ cần thực tập những điều cụ dạy, hiểu và thương, và an trú ngay nơi cái sự thực tập niệm hơi thở thôi, thì họ có thể thiết lập được sự truyền thông giữa bố và mẹ, thiết lập được sự truyền thông giữa đời sống gia đình. Và ông cụ đã giúp cho hàng vạn gia đình không có tan vỡ, không có lâm vô tình trạng ly hôn. Ông giúp cho hàng vạn con người có thể thiết lập được sự yêu thương giữa bố mẹ và con cái. Ngay cái thành phố này nó có nhiều điều xảy ra hay lắm. Mình đọc lón thó những bài viết của người Mỹ, các vị biết rằng là có một cuốn sách của một anh chàng nào đó, cũng là loại PhD về tâm lý học đó, anh viết về triết lý chợ cá đó. Seattle là thành phố nổi tiếng về ném cá, có phải vậy không? Thưa các vị, là ven vùng thành phố này nó có một nơi, một làng mà người bố, ông sống bằng cái nghề đánh bắt ở ngoài biển khơi. Ông có một thói quen là mỗi lần trước khi ông đưa thằng bé đi học, ông đều ôm nó, hôn lên mặt nó một cái rồi mới để nó đi vô trường. Rồi về làm chi làm. Thằng bé thì lúc bé thì nó thấy chuyện này nó rất ư là hãnh diện và nó rất là hạnh phúc khi được ông bố của mình ôm vào lòng và hôn lên trán mình. Thế rồi dần dần nó cảm thấy nó khó chịu, tại vì người ngợm ông nó hôi cái mùi biển cả cộng với cái mùi tanh cá nữa, cho nên nó khó chịu. Cho tới một hôm anh cũng 12, 13 tuổi rồi đó, ông đưa nó vô trường bằng cái chiếc xe tắc thôi là nó thấy nó đã không ưa rồi, tại vì bạn bè của nó thì đi chiếc xe ngon lành hơn. Thế rồi vòng tay ông ôm nó, cái nó đẩy ông ra, nó bảo rằng là con nó lớn rồi, con không muốn bố làm vậy. Ông hơi giật mình, tại vì tâm tình thương yêu của người bố thì cứ nghĩ bao nhiêu tuổi thì nó vẫn bé như vậy thôi. Ông hơi sững người lại, ông nói: ồ, bố quên, xin lỗi con nay lớn rồi. Thưa các vị, sau đó nó ôm cặp vô trường thì nó có một cái chút hơi hơi bồi hồi thôi, hơi xao động trong lòng nó thôi, khó chịu thôi. Thế nhưng mà rồi sau đó thì nó khám phá rằng là ngày thứ hai, ngày thứ ba ông bố mình không có đưa mình đi nữa. Hỏi mà mẹ thì mẹ nói: bố con đi ra khơi rồi mà hôm nay chưa về, mẹ rất là lo lắng. Rồi sau đó thì một hôm đi học về thì nó được báo rằng là bố nó bị tai nạn mà biển khơi, người ta đưa xác về. Nó vô cùng ân hận, nó tiếc rằng là chết chi mình có thể được ông bố mình ôm vào lòng, dù cái mùi cá vẫn còn đó, mùi biển vẫn còn đó. Thưa các vị, có những điều rất là nhỏ, thế nhưng mà nó mất rồi thì người ta
không cách chi mà mong muốn có lại. Cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn đầu tiên về hạnh phúc đời sống bình thường. Không có gì tuyệt vời bằng là mình đang được thương yêu, đang có người để thương yêu nha. Có những mảnh đời, thưa các vị, họ tìm được một người thương yêu họ khó khăn lắm. Họ tìm một người để họ thương yêu cũng không phải dễ, tại vì lòng họ không có chịu mở ra. Và người ta nghiệm ra, thưa các vị, trong cái chủng loài người thì loài người là một chủng cần tình thương nhiều hơn chủng loại nào khác cả. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có một bài pháp, Ngài nói về điều này hay lắm. Ngài nói bạn nên biết rằng từ trong trứng nước bạn đã được nuôi dưỡng bằng sự thương yêu. Tại vì nếu không thương bạn thì hạt mầm đầu đời bé bỏng kia trong bụng mẹ không thể nào tồn tại được. Thế rồi bạn trưởng thành từng ngày trong bụng của bà mẹ, bạn nên biết rằng là thức ăn của bà, nghĩ suy của bà, hơi thở của bà nuôi bạn lớn đó chứ. Bạn không cần bố mẹ bạn để cho tài sản sự nghiệp giàu có gì cả. Một cái sự nghiệp quý nhất không ai có thể tặng cho bạn, đó là hình hài của bạn nhé. Nếu bố mẹ không thương bạn thì hình hài của bạn không có mặt giữa trần đời rồi. Cho nên cái gia tài quý nhất mà bạn đang có, kim cương không đổi được, là đời sống của chính bạn đó. Mà nếu bố mẹ không thương thì bạn không có mặt giữa trần đời, thậm chí có mặt ngay giữa đời sống này, nếu bà không thương bạn thì không có một giọt sữa cho bạn uống đâu. Sữa là chi? Sữa là từng tế bào của bà vỡ ra để thành hạt sữa cho bạn trưởng thành đó. Thế rồi bạn lớn vậy, giữa cuộc đời này nếu nhân quần xã hội mỗi người không đưa một bàn tay giúp cho bạn tồn tại thì bạn không sống còn được. Cho tới lúc bạn tật bệnh, nằm trên giường bệnh mà nếu có người, nếu có nhiều bằng hữu thương mến bạn, thăm viếng bạn thì lòng bạn cũng cảm thấy rất là ấm áp. Cái sự ra đi của bạn nó thanh thản vô cùng. Còn nếu bạn nằm trên giường bệnh mà không có một bóng ma nào thăm hết thì bạn chết ở trong cái nỗi cô quạnh, cô đơn, rất là tội nghiệp. Thế cho nên thưa các vị, từ lúc mình có mặt một hạt mầm bé bỏng trong thai mẹ cho tới mình già, cho tới mình chết, cái nhu cầu rất cần những cuộc đời này là nhu cầu yêu thương nhé. Mà nguyên tắc thưa các vị, đó là khi ta muốn người khác yêu thương ta thì ta phải làm một việc rất là tự nhiên, là ta đầu tư năng lượng của ta để yêu thương người. Hai điều này nó là sự tương tác. Do vậy cho nên thưa các vị, người nào muốn hạnh phúc giữa cuộc đời này, hạnh phúc bình thường nhất thôi, thì lòng của họ tràn ngập sự yêu thương, tràn ngập sự tha thứ, tràn ngập sự bao dung. Ta may mắn còn có người thân thì đây là cái nhân duyên rất lành, đây là cái nguồn yêu thương vô tận. Cho nên ta đừng có vụng về dại dột mà cắt cái sợi dây liên hệ yêu thương. Tại vì mình cắt sợi dây liên hệ yêu thương với người thân của mình thì thưa các vị, dù mình có thành công, dù mình có bao nhiêu người thương nhưng mình vẫn bất hạnh. Tôi có một anh Phật tử, anh già rồi, năm nay 80 rồi. Thưa các vị, anh rất là dễ thương mà mình rất là phục anh. Anh nói thưa thầy, từ ngày con tập thiền đến giờ con có thể ra lệnh cho con ngủ 5 phút, nó ngủ đúng 5 phút nó thức đó thầy. Anh cùng với vợ đi chợ Costco, vợ biểu ông đưa tôi đi chợ. Ông nói được, đi thì đi chứ. Mà thưa các vị, ông sống rất là hài hòa, dù chỉ có sai lầm mới chi qua hỷ cả. Ông cười, ông nói thưa thầy, là thầy hình dung rằng con làm lương con trên 100.000 nha, mà chừng như mỗi sáng đi làm cho ăn củ khoai lang giác sâu thôi. Nói ông ăn chi nhiều, để tiền nó làm việc khác. Rồi mình hỏi chứ để tiền làm chi vậy. Nói ôi bà làm nhiều việc lắm thầy, nào là gửi về Ấn Độ đào giếng, nào là gửi về Việt Nam mổ mắt, là đủ thứ chuyện hết. Mà con đi làm lương tiền con vậy nhưng mà bà quản lý hết và bán nhà luôn, mua cái mô hân ở thôi. Hai vợ chồng già là ở chỉ nhà lớn, ở nhà nhỏ thôi. Tôi có chết, ông có chết thì nhà này nó về chính phủ thôi. Con này mấy đứa làm bác sĩ bên Đức á, chơi ngon vậy đó. Thế nhưng mà rất dễ thương, đó là anh nói là vợ con biểu chở đi chợ. Con nói ừ chở đi.
Rồi nói ông ngồi đây đợi tôi đẩy xe ra tới nơi. Chỉ thì thưa các vị rất yếu và bệnh nha, cho nên chỉ nói là ông đợi tôi ra tới cổng chợ Costco, ông hãy đón tôi ạ. Đẩy xe ra rồi chất đồ lên, ông nói đi mấy phút nói cho tôi biết là tôi ngủ một chút, và nói 15 phút phải có mặt tại cửa chợ Costco lấy xe ra. Ông nói thưa thầy, con mở cửa xe vợ con đi rồi là con liền gục ngay vô lăng ngủ đúng 15 phút con thức. Thưa thầy, nó anh tu sao hay vậy? Nếu thưa thầy thiền tập lâu dần nó được vậy chứ có gì khó thầy. Thậm chí là con nằm bên cạnh vợ con mở tivi, nó hát nó hò đủ thứ trò hết mà con ngủ ngáy po po, cứ làm gì đó làm con coi như không cần biết chuyện gì. Và cái chuyện đó là chuyện cụ thể ảnh, nhưng mà mình học được ảnh câu nói thôi, mình bày cho các vị để các vị ứng dụng đó. Ảnh nói thưa thầy, từ bé con có một nguyên tắc sống á, tức là đối với người xa kẻ lạ không mắc gì đâu mà giận, không mắc gì đâu mà buồn, tại vì họ dính cái gì mình đâu. Họ ném vào mình những câu chửi tục tằn thô lỗ, hoặc họ hành xử rất vụng về, hoặc họ lường gạt, họ láo cá vân vân. Thưa thầy không dính chị mình cho nên không có gì lý do gì buồn cả, không lý do gì tức giận với họ cả, không lý do gì ghét họ cả. Nhà họ họ ở, nhà mình ở, mắc gì đâu mà tức mà buồn mà giận cho nó khó chịu. Đó là đối với người xa kẻ lạ, đối với người hàng xóm, đối với người không quen, đối với người thân xa xa. Thế rồi đối với người thân của chính con, như vợ, như bố, như mẹ, thì mỗi lần mà con buồn vợ con hay con giận vợ con thì con khổ hơn gấp 2 lần cái người bị buồn bị giận. Thế thì mắc gì đâu mình buồn với giận, mình chọc tức người ta tức thì mình khổ gấp 2 lần người ta rồi. Mình nói nặng người ta một lời, người ta buồn khổ bất an thì mình buồn khổ bất an nhiều hơn. Cho nên không có dạy chi mà tự làm cho mình khốn khổ như vậy. Đời sống nó đâu có dài để người ta chuốc phiền muộn vào cuộc đời người ta đâu. Cuộc đời này nó có tới 1.000 việc để làm, mắc gì đâu mà cắm mỏ vào cái chuyện chọc buồn, chọc giận, chọc khổ đau nha. Các vị hình dung coi là một người cư sĩ bình thường có những câu nói rất thông minh và rất hay nghe. Và mình nhìn cách hành xử của ông mình rất phục. Thưa các vị, hạnh phúc đời thường nó không có phải là cái chuyện khó khăn lắm. Các vị hãy làm thế nào sống đời sống rất là thương yêu. Hãy làm mọi việc khi người ta thấy cần mình thì mình làm hết hết lòng nhé. Người ta cần mình nói một lời thương yêu, cần mở lòng ra, cần hy sinh. Thưa các vị có gì đâu, mất mát gì đâu. Người thông minh thưa các vị là hãy để dành cái công sức, cái năng lực của mình để đấu đá hoặc là để hơn thua với thiên hạ. Có giỏi thì hơn thua với anh Mỹ Trắng đi, có phải vậy không? Mắc gì đâu mà thị phi hơn thua ganh tị với một nhóm nhỏ nó là cộng đồng người Việt. Rồi hạ phân một tầng thưa các vị, nếu anh có tài năng, nếu anh có khí phách, anh hãy hơn thua với người hơn anh kìa, kẻ có chức có quyền kìa, kẻ ác độc giữa trần đời kìa. Chứ anh mắc gì đâu anh đem cái sức của anh, đem cái năng lực của anh hơn thua với vợ anh, với chồng anh. Rồi tệ hại hơn nữa là hơn thua từng lời, trách cứ từng câu đối với bố, đối với mẹ, đối với anh, đối với chị, đối với em. Rất là vụng về nhé. Hãy dành công sức mình cho những việc lớn hơn. Và các vị xây dựng được điều này nơi cái nhìn của đời sống thì các vị làm giảm đi cái mức độ bất hạnh tới 50% rồi đó. Tất cả những bất hạnh nó xảy ra, thông thường nó lại không xảy ra với người lạ, mà nó xảy ra với người thân nhiều hơn nha. Mình mất lòng, mình xích mích, mình không thiết lập truyền thông được với bố mình, với mẹ mình, là tự nhiên mình cảm thấy lòng mình nó rất là đắng cay. Và rồi các vị xung đột với ai thì còn sống còn được, nếu các vị xung đột với vợ các vị, với chồng các vị, với con các vị thì làm sao mà sống được? Tại vì đi vô đi ra gặp hoài mà, cái nhà thì rộng thênh thang, mình cố tình là mình tránh cái giờ ổng đi ra mà về cái gặp ổng trong nhà ổng đi ra, dường như là nó rất là kỳ lạ như vậy, nó tạo thành cái sự xung đột như vậy. Do vậy cho nên xung đột với người ngoài còn tha được, nhưng mà xung đột với người trong nhà thì chỉ có nước chết mà thôi, cực lắm lận.
Cho nên thưa các vị, người thông minh họ phải làm thế nào giảm bớt, giải trừ, triệt tiêu tất cả những xung đột xảy ra trong đời sống tự thân, trong đời sống gia đình của họ. Bằng không thì thưa các vị, những điều này nó tạo thành cái nỗi kết nơi tâm thức. Nỗi kết có nơi tâm thức thì nó làm thành nỗi kết có nơi thân ngay. Cái từ nỗi kết nó hàm nghĩa rằng nó kết cục lại, nó không tan biến được, nó làm thành những tế bào phát triển nghịch, đưa đến tình trạng ung thư á. Thân với tâm ta nó là một khối liền lạc nhau. Tâm các vị có mặt những cái uẩn ức như thế nào thì thân các vị liền có những nỗi kết như thế ấy. Và điều này rất là dễ hiểu. Ở mặt cạn tâm lý thôi là nhận diện điều này dễ nghe. Ví dụ như các vị buồn thì mặt các vị vui không? Không vui được. Mặt đang đẹp vậy đó, buồn cái tự nhiên nó dài ra. Mặt đang bình thường, tự nhiên cái cơn sân si lên, cái người ta nhìn mình ta không thấy mình nữa, mà ta thấy hiện hình của hung thần đó chứ, chứ đâu phải là con người nữa. Thế thì thưa các vị, tâm thức ra làm sao thì nó hiện hình ra làm vậy, tâm thức như thế nào thì nó làm thành hạnh phúc hay bất hạnh ra làm vậy nha. Cho nên hạnh phúc đời thường rất dễ để chúng ta tạo dựng, nếu các vị biết mở lòng ra, biết làm cho những cái căng thẳng trong đời sống rớt xuống, và mình khéo thiết lập được sự truyền thông với người thân của mình. Cái nguyên tắc mà anh Phật tử kia anh bày cho mình đó là: với người xa kẻ lạ, dính chi nhau mà giận như buồn. Với người thân thì càng không nên làm việc này nữa. Tại vì người ta buồn thì mình buồn gấp hai lần. Người ta giận mình cũng xốn sang bất an, chứ có sung sướng gì đâu. Thưa các vị, mình có một đứa đệ tử nó rất là dễ thương. Tướng của nó thì rất là hùng tráng. Vợ thì bé xíu thôi. Và nó nói có nhiều lần con về cũng gặp vợ con là con muốn tự giận ở này. Hỏi sao kỳ vậy? Tướng anh đó là anh chỉ cần xí một ngón tay thôi thì chỉ nhà té lăng chiên mà. Nó trời đâu có dám thầy. Nó bé bỏng nhỏ con mà đụng tới nó là chết. Thế nhưng mà chỉ ỷ lại, chỉ là bé bỏng nhỏ con như anh chân hiếp con. Mình nghe mình trợn mắt nó: ủa, tướng của con mà đang hiếp được à? Đang hiếp được quá đi chứ thầy. Hỏi đang hiếp là sao? Nói thầy nghĩ coi, tôi nghĩ làm về rồi trễ thôi, là chỉ đứng với chống nạnh quay nồi. Các vị biết chống nạnh quay nồi chứ hả? Cái từ chống nạnh coi tròn nhìn ha, quay nồi đó như hai cái quay chảo hai bên đó. Chỉ xỉ vào mặt chứ nói: đi đâu giờ này mới về? Sai không? Ghé chợ mua cái này cái kia, ông có mua không? Thầy coi mình ở trong sở mình làm là 8 tiếng đồng hồ và viết program, viết chương trình của máy mà, căng thẳng vô cùng. Về nhà mình tưởng đâu là được hít thở không khí yên bình, quá ra về là gặp chị hai nhà ta chỉ xí vô mặt, chỉ nói một câu vậy. Thầy nghĩ coi chịu nổi không? Mình cười nó rồi: con làm sao? Nó còn nghiến răng, con không biết làm sao hết. Tại vì đụng thì chỉ là đổ nợ, mà không đụng thì tức không vừa nổi. Rồi thầy làm sao? Thầy làm sao thì dạy cho chị hai nhà con, cho chị bớt cái thói hùng hổ, bớt cái thói hàm hồ. Mình cười nhắc nó: dạy nó khó lắm con, thầy cũng sợ. Dạy con chắc ăn hơn. Nó trời, thầy gọi là thầy là thiên vị quá đáng, thầy không có bình đẳng. Nó không, con á thầy mới đáng sợ, chứ còn nó thì cho dù nó nổi máu anh hùng lên thì nó cũng chẳng làm được chi con. Con hiên ngang như cây cổ thụ mà, nó vào con có được đâu. Cho nên thầy sợ là sợ con thôi. Thế bây giờ thầy bày cho con cái cách làm thế nào để con có thể là trị được cái chị hai của nhà con. Nó: ôi cha, trị thì không được đâu. Nhưng mà chỉ quá người ta chứ con. Muốn làm cho đời sống hạnh phúc thì con phải tự thay đổi con. Nó con là hiền nhất trong cuộc đời, thầy có biết không? Nó không, chưa đủ hiền đâu, hãy hiền nữa. Nói hiền là sao? Thầy cứ cười nói: ôi thầy có cách bài cho con. Thay gì con về nhà con trợn mắt con nhìn cái tư cách chị hai nhà con thấy khó chịu bây giờ, thay vì nhìn ra ngoài con nhìn lại lòng con đi, để trị liệu. Hỏi chứ là sao thầy? Mình cười cười nói: con đã từng thực tập là nhìn hơi thở đi vào đi ra, con thấy nó đang đi vào đi ra, nhìn hơi thở thấy bụng phồng và xẹp,
thì con có khả năng nhìn được cái cơn phẫn nộ nó đang lên trong con chứ. Con nhìn được không? Nói thưa thầy, có những lúc con nhìn được, nhưng mà có lúc chị hai nhà con xí vô mặt con thì con nhìn không được thầy. Lúc đó cái cơn giận nó bùng lên là sao con nhìn? Cho nên thất bại lắm thầy. Nói không, hãy kiên nhẫn tập đi rồi được thôi. Thế rồi anh kiên nhẫn đầu tiên, thưa các vị, mình gia hạn nói rằng là 3 tháng con lại đây. Con nói thầy biết là con có trị liệu được cái cơn xung đột, cái cơn giận dữ nó đang sinh khởi trong tâm thức con không? Rồi tính tiếp. 3 tháng sau nó tới, thưa thầy, được rồi thầy. Hỏi được là sao? Nói thưa thầy, tự nhiên là con không cần là nhìn chị hai nhà con đang hàm hồ, đang giận dữ, đang cấu xé, đang trịch thượng gì với con nữa cả, mà con về tới cửa là con dừng lại, con thở ba hơi trước, chuẩn bị tinh thần nghe, đối phó với một vị thiện tri thức nghịch hạnh đang thử ta đây coi sao. Thế là con vô cũng gặp tình trạng như vậy, mỗi chiêu chỉ điều khác nhau chứ không phải là chỉ có việc chống nạnh quay nồi sỉ mạt đâu, mỗi chiêu mỗi khác. Thế là anh chàng đã có sự chuẩn bị sẵn, do vậy cho nên tới chừng anh bước vô có chỉ làm tần làm sở thế nào quan trọng, anh mỉm cười không nói gì hết. Anh nói thưa thầy, cái khó khăn của con đó là bây giờ con trị liệu được cái cơn xung đột của con, bây giờ chỉ đổi cái chiêu khác. Hỏi chứ đổi làm sao? Chị tới chị nói là tại sao như vậy, tại sao hồi xưa mặt mày nóng rang khi tôi gây sự với ông, mà bữa nay ông chọc tức tôi nữa phải không? Nghĩa là không phản ứng cũng là chọc tức, phản ứng cũng là chọc tức, các vị có chịu đổi không? Tôi nghĩ chắc cũng không có cái ông nào đủ kiên nhẫn mà làm điều này. Thế nhưng anh chàng kia rất dễ thương. Thưa thầy, thế thì có một cái phương pháp gì để con có thể trị liệu được, để xóa hẳn luôn cái tình trạng là không chọc tức rồi cũng đang chọc tức chị, làm cho những cái cơn xung đột nó lắng luôn, để nó sạch nhẵn trở thành một người vợ rất là dễ thương. Mình nói chỉ còn một cái chiêu cuối thôi, khi nào mà chỉ nổi xung hoặc là chỉ cấu ó anh thì anh hãy tới anh ôm vợ anh vào lòng, anh nói thầm thì lỗ tai, anh nói rằng là dù em có dữ hơn nữa anh cũng vẫn thương em như những ngày đầu anh cưới thôi. Thử nói vậy coi, thử nói vậy. Anh cưới em lúc rất là dễ thương, để đợi tới lúc em dữ như thế này, khó thương như thế này, để anh thương cho được. Cho nên em cứ yên tâm, không có cách chi, gọi là không có ngón bùa nào có thể làm cho anh nổi giận mà anh không thương được. Anh hứa lòng như vậy, thử làm thử coi sao. Thưa các vị, là quả nhiên rất hiệu quả. Mà mình bày nó rằng con không phải nói mà trong lòng con nó tràn đầy cái sự khó chịu nghe. Con tu thế nào mà lòng con nó rất là mềm, rất là hài hòa, rất là dễ thương, rất là nguội, rất là mát, tràn đầy sự thương yêu. Rồi con hãy đến và làm cái công việc là ôm vợ vào lòng, nói vào tai bằng những lời rất chân thành từ đáy lòng. Rồi thưa các vị, tự nhiên rồi tháng sau anh tới cười tê tét, anh nói bữa nay khác lắm thầy, cô nàng như bà tiên. Cho nên cái phương pháp thầy hiệu quả. Rồi mình cười cười nói thực ra cái này không phải thầy giỏi đâu con, mà con mới giỏi đó, con mới giỏi đó, thầy đáng phục đó. Thưa các vị, tóm lại một điều, hạnh phúc đời thường là cái gì? Nó không phải khó khăn nghe, không phải khó khăn. Khi các vị có sự tu tập nhất định, các vị ứng dụng cái sinh hoạt tu của các vị vào đời sống bình thường, đối với những người các vị thương, đối với những người đã từng gây xúc phạm các vị, đã từng làm khó khăn với các vị, đã từng gây khổ đau cho các vị, các vị cũng sử dụng một cách thế này, thay đổi được hết. Con người ta thưa các vị, đặc thù đó là nó không phải là loài động vật, nó đã tiến hóa tới 1 triệu kiếp rồi, cho nên tâm thức người ta nó có một cái mức độ lành thiện nhất định. Dù cho cái kẻ kia cực ác, nhưng mà lòng họ nó vẫn có một cái thiện niệm nhất định nằm ở dưới đáy lòng á. Ta khéo thì ta gợi điều đó lên được, và gợi lên được thì người đó trở thành một người rất là dễ thương. Do vậy, thưa các vị, chỉ cần các vị có chút kiên nhẫn, các vị khéo thực tập điều này, thì làm cho mình đổi thay trước. Mình đổi thay được mới mong đổi thay được cho người nghe. Còn các vị vẫn chưa đổi thay thì đừng hòng làm trai đổi thay được, mất công.
lòng ta chưa có sự chân thật thương yêu. Thì thưa các vị, không hề có món quà người nào yêu thương các vị chân thật lại. Lòng các vị tràn đầy sự bao dung và bị tha, thì trong đời này các vị luôn gặp bất cứ người nào các vị thân tình, thì người đó đều có một mức độ tâm thức tràn đầy bao dung và vị tha như các vị. Nguyên tắc là như vậy. Cho nên tóm lại thưa đại chúng, hạnh phúc của sự tu tập và hạnh phúc của đời sống bình thường, hai cái nó liên hệ rất chặt với nhau nghe. Có được sự tu tập ít nhiều, các vị dễ làm cho đời sống các vị hạnh phúc. Đời sống ta mà hạnh phúc được thì nó lại giúp cho ta phát triển được đời sống tu tập. Chưa có một người nào tu tập giỏi mà họ không có được cái môi trường thuận lợi, đó là họ được người thân họ yểm trợ, họ sống trong sự thương yêu mà họ có thể phát triển được đời sống tu tập. Các vị không tin tôi, các vị về các vị chọc giận người thân các vị, các vị thấy là gia đình nó sẽ thành địa ngục ngay. Và khi gia đình ta mà nó tan nát ra địa ngục, thế thì không có cách gì mà mình an ổn, mình phúc lạc, mình tu tập được hết. Người có tu tập thì họ có thể làm đổi thay người thân của họ, chồng họ dù khó tánh mấy. Thế nhưng mà nếu các vị thực sự có công vô hành trì, có sự chuyển hóa lên tâm thức, thì chồng các vị sẽ đổi thay thôi, rồi con các vị nó cũng đổi thay ngay. Mình kể thêm chuyện nữa rồi dừng, tại vì thấy 9 giờ, gần 9 giờ rồi kia. Thưa các vị, có một hôm mình dạy thì đường mấy từ á, mấy đứa nói thưa thầy, có một người muốn tham vấn với thầy. Rồi thông thường thưa các vị, mình dạy mấy từ có khi 2 tiếng đồng hồ, rồi ngồi dạy xong rồi thì mình muốn được nghỉ ngơi chứ mình đâu có muốn tham vấn chi. Thế rồi mấy đứa Phật tử nó nói là thưa thầy, người ta cần lắm đó thầy. Nó ồ thôi được, cần thì thôi, mình hoan hỷ. Thế rồi ngồi thì chị Phật tử kia chỉ nói thưa thầy, thầy không thể hình dung được là con tự dẫn 3 lần rồi đó thầy mà không chết. Mình nghe mình kinh ngạc, hỏi chứ sao kỳ vậy? Không phải kỳ là sao tự dẫn mà không chết nha. Kỳ là tại sao mà lâm vô cái tình trạng là phải tự dẫn như vậy, phải quỷ diệt đời sống như vậy. Chị nói thưa thầy, gia đình con rất là bất hạnh, con thôi chồng, tại vì ông chồng ổng bay bướm quá, qua tới đây rồi ổng không có thủy chung, cho nên rồi thôi con chia tay. Mà con chia tay con nuôi con của con ngay từ bé, thầy biết rằng là con phải vừa làm cha vừa làm mẹ, con làm ra của ra tiền, tạo dựng cơ ngơi sự nghiệp, và cái niềm mong ước của con đó là để xây dựng tương lai hạnh phúc của con của con. Và do vậy cho nên cái cá tính con rất là mạnh như thầy, con muốn là các cháu nó phải học hành cho tới nơi tới chốn, và cái cách hành xử của con rất là vụng, tại vì nó rất là rắn rỏi, nó không chấp nhận được cái chuyện là con cái mình nó có thể là lưu lỏng là một, nó theo bạn không có theo ý mình là hai. Do vậy cho nên thưa thầy là tới chừng mà con nó bắt đầu nó lớn, nó vô đại học rồi, cái tự nhiên nó quay lưng lại, nó rời nhà, nó thề là nó không bao giờ về nhà nữa. Và thầy coi cái nỗi đau của người mẹ, mình hy sinh cuộc sống của mình, từng tế bào của mình có thể cho con được, chứ đừng nói là cả cái sinh mạng này. Thế rồi mình phát giác ra điều là con mình nó quay lưng là nó chối từ mình, nó không có đón nhận sự thương yêu của mình. Thầy coi là con sống làm chi nữa, cho nên con tự giận, may mắn là không chết. Thế rồi lần thứ hai con năn nỉ đó, con nói rằng là mẹ vô cùng lầm lỗi, mẹ nhớ rằng mẹ sẽ rất là vụng về, mẹ đã từng đánh con, mẹ đã từng hành hạ con vì muốn con nên người, cho nên mẹ vô vàn ân hận, con cho mẹ xin lỗi. Thế rồi vào lần thứ nhất nó cũng vui lòng, nó chấp nhận sự xin lỗi của bà, nó về lại. Thế rồi cái cá tính của bà thưa các vị nó rất là mạnh, do vì bà phải đối phó với những cái khó khăn của xã hội để tồn tại, để nuôi con, vân vân. Cho nên là chứng nào tật nấy, rồi lại xung đột lần thứ hai, nó lại cắt tay cắt chân, thì nó thề là nó không bao giờ nhìn mặt bà nữa, thì bà cũng không có cách chi nữa, lại tự giận lần thứ hai. Thế là lần thứ ba, thưa các vị, sau đó thì bà tới và cầu cứu mình. Mình cười nói, ôi cha, tôi là ông thầy tu, tôi chỉ có biết niệm Phật tụng kinh, giảng vài bài pháp, làm sao tôi biết được cái chuyện nuôi con, làm sao tôi biết chuyện xung đột giữa chị với con của chị đâu.
Cái này chị hỏi bác sĩ tâm lý trị liệu ấy chứ. Thứ nhất là tôi đâu có con đâu, tôi biết cái chuyện nuôi con. Thứ hai, tôi cũng chẳng từng thương ai nhiều như thương con, như chị đâu. Nói, thưa thầy, thầy phải giúp giùm con chứ, con đã hỏi bác sĩ tâm lý trị liệu rồi. Thế rồi mình ngồi, thưa các vị, mình cũng thầm niệm Bồ Tát Quan Âm xin giúp cho con nha, cái chuyện này con bí thiệt. Thế rồi mình chợt nhớ là phương pháp của Phật có một phương pháp là rải tâm từ đó, các vị biết nha, niệm tâm từ, rải tâm từ đó. Mình nói bây giờ con chị nó còn sống với chị không? Nói thưa thầy, con năn nỉ nó, con hứa với nó là con thề thốt đủ điều, cho nên nó bây giờ cũng đang trong cái tình trạng là chưa có công ăn việc làm ổn định, cho nên nó tạm thời nó về nhà. Nhưng mà thầy có thể hình dung rằng là hai mẹ con như kẻ thù, không có gì khổ bằng này. Nó đi về rồi, hỏi nó không buồn nói, nó đi về vô phòng đóng cửa cái cụp, đừng hòng gõ cửa được. Mà nó đi ra rồi thì còn đứng ngay tại cửa, nó cũng né nó đi, nó không buồn hỏi. Dường như là hai người không quen biết. Thưa các vị, với người hàng xóm láng giềng mà mình sống như vậy, mình cũng thấy rất là nhột nhạt, có phải vậy không? Chưa hề có thằng Mỹ nào các vị đi trên đường mà nó gặp các vị mà nó không hello, có phải không? Nó đều chào cả. Nó đều đi xe ngang, nếu mà nó gặp mấy thầy thì nó đều giơ tay nó chào, mình thấy rất là ấm lòng nghe. Các vị hình dung rằng là người đi ngược đường mình họ chào mình tiếng, dù không thân quen nhưng mà mình cảm thấy vui liền à. Thế rồi người thân của mình là con của mình ở trong nhà mà nó như kẻ thù, thì các vị hình dung ra rằng là cái sự khó khăn, cái cay đắng của người mẹ ra làm sao. Cho nên bà nói rằng là thầy giúp giùm con thôi, con là tự giận à, tự giận lần này tự giận thiệt á, chết luôn á. Bà nói ồ, theo mình nghĩ á, chỉ có thể thực tập một cái phương pháp Phật dạy thôi, là niệm tâm từ, rải tâm từ. Chị hãy mỗi tối dành 30 phút ngồi bên giường của chị á, chị hình dung ra rằng cái lòng yêu thương của chị á, giống như là sương mù, giống như ánh nắng đang phủ lên đời sống của con chị. Nó nằm bên phòng kể đó, mình ngồi bên đây. Thế nhưng mà trước khi niệm tâm từ, trước khi chị niệm tâm từ như vậy á, thì chị phải thiền tập 30 phút. Tức là nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, làm cho tâm của chị nó lắng dịu, nó yên bình, nó tịnh lặng. Rồi cái hướng tâm về con của chị để rải năng lượng yêu thương đến với cháu. Và chị cứ kiên nhẫn làm như vậy, nó đổi thay đó. Rồi nếu có một hôm nào mà chị coi cái phòng của nó mà nó về nó quên đóng cửa đó, có khi nào như vậy không? Thưa thầy, cũng có những lúc nó không buồn đóng cửa, tại vì nó biết tổng tòng tông rằng con không bao giờ dám vô phòng đó, tại vô nó đuổi à. Do vậy cho nên có những lúc nó mở cửa phòng thầy. Nó thế thì chị cứ vô cửa phòng của nó, chị quỳ bên giường đó, chị nói thầm trong tâm thức thôi nghe, đừng nói lớn, nó thức giấc rồi nó đuổi ra mất công. Chị nói rằng là con biết không, mẹ thương yêu con nhất trên cuộc đời. Từ ngày xa bố con rồi, mẹ đem tất cả trái tim của mẹ, máu của mẹ, tấm lòng của mẹ để dưỡng nuôi con, mong cho con được thành đạt. Con làm bất cứ việc chi thì con làm, nhưng mà mẹ rất thương con, thương nhất trên cuộc đời này. Không có con mẹ cũng có thể chết được đó. Chị hãy kiên nhẫn nói điều này. Và quỳ bên giường nó nói vậy thôi. Rồi nói chừng 15-20 phút gì đó là chị lặng lẽ chị về. Không cần nó biết, đừng cho nó hay. Rồi chừng nào nhân duyên đó, cái sự yêu thương của chị chuyển hóa được tâm thức nó, thì tự động một ngày nào đó nó sẽ nhận ra ngay. Thế rồi cách đó chừng 5-7 tháng thì tôi không nhớ, tại vì mình nghĩ mình bày cho chị mà chắc gì chị làm. Mà chỉ làm thì không biết có hiệu quả hay không, mà chỉ tới chỉ chửi mình mất công, cho nên cũng không mong gặp lại, thôi đi đi cho rồi. Thưa các vị, thế rồi 2-3 tháng sau chị về lại, chị gặp chị nói thưa thầy, hôm nay con về đây con rất vui, thầy có thấy con vui không? Thưa các vị, mình thấy thì mặt mày bớt đằng đằng sát khí. Lúc mà chị đến lần đầu thì mặt của chị giống như là công an hình sự vậy, lần thứ hai thì thấy mặt lỏng ra, nhẹ ra, dịu ra. Hỏi ồ, hôm nay chị đến có điều gì vui không? Nói thưa thầy, con không ngờ rằng là con cứ phủ phục bên giường của cháu, con cứ thầm lặng nói và gửi sự yêu thương của con
như một một đám sương mù phủ lên đời sống con của con. Không ngờ một hôm bất thần cái nó thức giấc, nó giật nảy người, nói mẹ làm gì vậy? Rồi con lúng ta lúng túng, con nói ồ lâu nay mẹ cứ quỳ bên giường con, mẹ xin lỗi con. Cái nó bật xuống, nó đứng dậy, nó ngần ngừ. Cái chị đứng dậy, chị nói con à, mẹ rất mơ ước được ôm con vào lòng một lần. Con có giận mẹ thì giận, nhưng con hãy cho mẹ ôm con vào lòng một lần đi. Thế rồi chị ôm nó vào lòng, nước mắt của chị chảy đầm đìa vậy. Nước mắt của nó cũng chảy đầm đìa. Nó ôm chị, nó vỗ vô lưng chị, nó nói mẹ à, lâu nay con cũng rất là khổ. Hôm nay nó mới giải tỏa được cái nỗi u uẩn nơi lòng con. Mẹ đừng giận con nghe. Mẹ nói xin lỗi con, mẹ có vô vàn điều rất là ân hận, mẹ rất hối hận. Mẹ mong rằng là con đừng giận mẹ nữa. Mẹ hứa lòng rằng là từ đây cho tới chấm dứt hơi thở giữa cuộc đời, mẹ không làm con buồn nữa, không làm con giận nữa. Tóm lại, thưa các vị, chừng như mình tu Phật mà mình không mấy gì tin Phật nghe. Những phương pháp rất ư là giản dị, nó làm cho các vị có được hạnh phúc giữa cuộc sống đời thường này rất dễ, không phải khó khăn chi đâu. Các vị thử thực tập điều này. Và điều này thưa các vị, đối với truyền thống Nam truyền, các khóa tu, khi thiền sinh họ tu 10 ngày, họ dành cho cái ngày cuối là rải tâm từ. Các vị đọc trong lịch sử Đức Phật, trong cái quyển Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada đó, các vị thấy là Ngài Narada, Ngài viết về cuộc đời Đức Phật. Ngài bảo rằng là một buổi sáng, trước khi Thế Tôn ôm bát cái khất thực, Ngài đều dành 30 phút. Mình nói 30 phút nhưng mà trong đó thì dùng cái từ khác nha, để rải tâm từ cho nhuần thấm đại địa. Dùng cái năng lượng từ bi của Ngài để làm cho nhuần thấm đại địa như xương thấm vào cỏ cây, như ánh nắng nuôi dưỡng cả loài thực vật, động vật và con người trên hành tinh này. Thưa các vị, lòng thương yêu nó tưởng chừng như vô hình nhưng mà không, nó rất ư là mạnh, nó có tác dụng, nó làm thay đổi lòng người, nó làm hạnh phúc đến với đời sống ta, nó làm cho hành tinh này mát dịu khi có lòng yêu thương ấy. Tóm lại, hạnh phúc đời thường không phải là cái gì khó kiếm, nó đơn giản vô cùng. Chỉ cần trái tim thương yêu ta mở ra, chỉ cần ta biết tha thứ, chỉ cần ta biết lắng nghe, chỉ cần ta biết nhận tất cả lỗi lầm về ta, thế thì thưa các vị, cái điều xảy ra rất dễ, đó là tự nhiên là lòng của các vị nó tràn đầy suối nguồn của mật ngọt của yêu thương. Không có cái gì bất hạnh bằng lòng mình mà nó khô cạn, nó hoang du như sa mạc, không cảm thấy thương yêu, cũng không cảm thấy tha thứ bao dung người. Thưa các vị, nên nhớ rằng là mình mang tặng cho ai một món quà yêu thương thì món quà yêu thương nó liền hồi báo lại, không thể khác được. Đây là một nguyên tắc của đời sống à. Các vị cống hiến bất cứ điều gì cho ai, có thể các vị thấy người ta đi không quay lại, nhưng mà cửa sau của các vị đó, người ta mở cửa, người ta trả lại cái món quà các vị đã từng cho đi nhé. Không có gì mất đi trong cuộc đời này cả. Một câu nói dễ thương, một việc làm rất là dễ thương, một ý nghĩ lành thiện, thưa các vị, nó đều có sự hồi báo nhất định. Tóm lại, xây dựng hạnh phúc đời thường nó không có gì khó khăn cả. Mình hãy làm trên cái tinh thần của người con Phật, đó là lòng mình đầy ắp sự yêu thương, rộng lượng, tha thứ, bao dung. Có khi mình rất là nhiều cố chấp, mình đổ lỗi người. Ví dụ như bố mẹ thì đổ lỗi cho con, con thì đổ lỗi do bố mẹ. Ngay cái điều này nó tạo thành khoảng cách rất lớn lao. Do vậy cho nên để làm thành hạnh phúc trong cuộc sống đời thường này, các vị lấy đi những cái cố chấp của các vị về người. Hãy nhìn người bằng con mắt trẻ thơ, đừng phê bình, đừng phán xét. Thậm chí họ là kẻ thù của chúng ta hôm qua, nhưng hôm nay họ không còn là kẻ thù nữa nha. Hãy nhìn bằng con mắt rất là dịu dàng, bình ổn, bình đẳng. Thế thì các vị đã làm thành cho đời sống của các vị nó tràn đầy hạnh phúc rồi.
9 giờ rồi, dừng ở đây. Thì giờ còn lại, chừng như mình thấy ở trong thời khóa biểu thì có những 30 phút tham vấn, phải không? Mình dành thời giờ để cho các vị đặt những câu hỏi. Kính thưa thầy, đại chúng, dạ, thì giờ đây là giờ tham vấn. Con kính mời đại chúng đặt những câu hỏi. Câu hỏi nào cho hay, câu hỏi thực tế, và có lẽ rất là nhiều người. Thì đại chúng khi nào có câu hỏi thì giơ ra đây, chúng con sẽ đưa cái microphone đến cho đại chúng. Dạ, con chào thầy. Con có một câu hỏi là về vấn đề mất đi. Mình không nên để xác ít nhất là 8 tiếng mới đụng vào hay không? Phần thứ hai là nó liên quan tới trí nội tạng. Vì trí nội tạng là người ta phải lấy ra cái phần vừa mới được thở. Con xin ý kiến của thầy về hai cái vấn đề này. Thưa đại chúng, là cái câu hỏi này mình gặp rất là nhiều nơi nha. Cái truyền thống của Tịnh Tông, thưa các vị, người mất rồi họ phải hộ niệm cho tới 8 tiếng. Cơ thể nguội hết rồi mà hiến nội tạng thì thưa các vị 8 tiếng thì đâu lấy gì? Chết rồi họ lấy liền. Thế thì cái điều khó khăn của chúng ta là nếu chúng ta là những người tu theo truyền thống Tịnh Độ, mà đa phần Phật tử Việt Nam chúng ta thì chừng như là chúng ta tu theo Tịnh Độ rất là nhiều. Do vậy thưa các vị, có khi người ta muốn hiến xác cho khoa học, nhưng mà người ta rất là ngại ngần về cái chuyện là tôi vừa mất, đụng xác tôi nổi sân si, coi chừng tôi không có vãng sinh được. Do vậy cho nên người ta không dám làm cái việc này. Thế nhưng mà thưa các vị nhìn vào rất là nhiều cái truyền thống cũng của Phật giáo, nhưng mà tình trạng này nó không có giống như là truyền thống của Tịnh Tông của Trung Quốc nghe. Trong quá khứ người ta không có chuyện này, dường như gần đây là truyền thống Ngài Tịnh Không là một. Rồi một số các thầy tô vẽ thêm rất là nhiều màu sắc của truyền thống Tịnh Tông. Thậm chí có một thầy Việt Nam mình biết, thưa các vị, ông lập cái nhà gọi là cái nhà an dưỡng hay cái nhà niết bàn đường vậy đó, tôi quên. Tức là cái nhà để người ta gần chết rồi người ta tới đó để nhờ niệm Phật á. Các vị có nghe chuyện đó? Thế là Phật tử vân tập về niệm Phật, chết xong rồi cái ổng cầm tay ổng đưa lên đưa xuống, ông nói giảng sinh rồi. Tại vì tay chân nó còn dịu nhiễu như thế này đây. Đó là cái từ ổng dùng nghe. Nói tay chân nó dịu nhiễu như thế này đây. Chứng tỏ rằng là được Đức A Di Đà phóng quang tiếp về cảnh giới Tây Phương. Rồi thậm chí miền Nam Cali cũng có những trường hợp, thưa các vị, là họ chẳng có tu hành chi cả. Gần chết rồi, nhờ các thầy tới hộ niệm cho được một thời, rồi sau đó rồi tụng kinh tống tán đưa đi thiêu, thiêu ra có cả thúng xá lợi luôn. Ta nói, ồ, hay quá. Ở cái chuyện này, thưa các vị, đôi khi mình làm cho người ta rất là hoang mang, và nếu mình nói một cái thẳng thắn thì đôi khi nó là loại trò cười cho rất là nhiều truyền thống nha. Thưa các vị, trong thiền sử ghi rằng là 1.700 vị thiền sư của Trung Hoa. Dường như là chỉ có vài vị chết rồi, Ngài phát nguyện rằng lưu lại xá lợi, nó có xá lợi thôi nha. Còn ngoài ra các vị thiền sư nổi danh, cả truyền thống dài từ thời Đường, Tống, Nguyên, Minh dẫn về sau, thưa các vị, đốt ra trò hết. Chẳng có ông nào có xá lợi cả. Thế là Phật tử chúng ta tu niệm Phật vài ba hôm, hoặc là chết rồi ta niệm Phật 8 tiếng rồi đốt cái có được cả thúng xá lợi, thế thì nó rất là vô lý à. Cho nên điều thứ nhất các vị lưu ý là khoan tin cái chuyện là ông thầy A, ông thầy B chi niệm Phật 8-9 tiếng rồi dở tay dở chân của người chết, nói rằng nó mềm nó dịu thế này, thế là chắc vãng sanh. Thưa các vị đừng tin chuyện đó, gạt nhau chơi cho vui thôi chứ không phải gì đâu. Tu phải tu cả đời. Điều thứ hai, thưa các vị, là truyền thống Tây Tạng, truyền thống Tích Lan vân vân, thưa các vị, nhất là Tây Tạng, người chết rồi họ làm chi, các vị biết không? Họ thay vì họ để như vậy để cho chim ăn quả ăn thì nó chậm, cho nên là chặt ra từng mảnh á, để cho cốt mau tiêu hủy, cho mau siêu thoát.
Các vị nhìn những cái hình ảnh, những cái video clip đó. Thế thì thưa các vị, tùy vào cái văn hóa của từng nơi thôi. Có những nơi thì thủy tán, có nơi quả tán, có nơi thì treo tán nha. Tức là họ treo một cái hòm trên núi á. Có nơi thì thưa các vị, chết rồi là họ đốt liền. Có nơi chết rồi thì họ gói xác, họ đưa đi thủy tán xong hằng ngay. Thế là những truyền thống đó rồi người ta không siêu à. Đó là điều thứ nhất. Các vị biết rằng là mọi nghi thức, mọi sinh hoạt về ma chay lễ lược á, đa phần nó đều ít nhiều có cái nét văn hóa của từng miền, từng vùng, từng dân tộc, từng thời. Nó có sự khác biệt. Và sở dĩ những điều này nó xảy ra là do vì người ta rất sợ chết. Rất sợ chết. Người chết thì có chi đâu sợ, mà sợ chết đây mình muốn nói là ai sợ chết vậy? Những người sống thưa các vị, họ rất sợ. Họ nghe ai bài cái chi là họ làm theo cái ấy à. Họ nghe bài rằng là chết rồi đụng tới thi thể thì ông bà mình rất là giận dữ, cho nên không có siêu thoát. Do vậy cho nên rồi không dám đụng. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, vừa tắt hơi là thần thức liền biến mất, tùy theo nghiệp thọ sinh nha. Chứ không phải là ở đó mà giữ cái xác hoài đâu thưa các vị, không có. Mình vừa trút hơi thở, tức là bác sĩ khám nghiệm chết lâm sàng rồi á, thì thần thức các vị liền rời khỏi hình hài tứ đại này. Nó ra đi theo cái nghiệp của nó. Nó nhanh, nó đổi là trong một sát na thôi, là sinh về cõi trời, hoặc rớt xuống cõi thấp hơn, hoặc là tái sinh làm loài người trong cảnh giới loài người nhé. Thưa các vị, cái điều này kinh văn Đức Phật nói rất là rõ. Cho nên chúng ta đừng có bị những cái truyền thống văn hóa nói như thế mà chúng ta bất an. Chúng ta lo lắng gì về chuyện này thưa các vị? Không hề có cái chuyện là chết phải đợi tới 8 tiếng rồi mới đụng vào xác. Đó là điều thứ nhất để cho các vị yên tâm. Điều thứ hai thưa đại chúng là người thân của mình mà mất rồi, ví dụ như cái tình trạng tật bệnh mà nó nhẹ, hoặc là những bệnh mất cơ thể mình nó không hôi hám, không có bị lây nhiễm, thì bà con hay là những người hộ niệm ta tới ta niệm 8 tiếng thì thưa các vị còn có thể chấp nhận được. Còn có nhiều bệnh hình hài nó rửa ra, nó hôi hám ra mà chết rồi thưa các vị, nó rất ư là hôi hám. Thế rồi bắt những người trợ niệm tới mà đứng quanh tử sàng niệm cho 8 tiếng. Thưa các vị, phước ông bà mình đâu thì không thấy, nhưng mà có khi mình làm tội thế mà. Cho nên xin khuyên một lời rằng các vị đừng bao giờ làm cái chuyện là hộ niệm cái kiểu này. Tôi không biết là các vị có hoan hỷ lắm khi các vị ôm kinh, ôm sách, ôm áo đi vô mấy cái bệnh viện tới gần những người sắp chết và đứng đó mà niệm 8 tiếng đồng hồ, các vị có cảm thấy là hoan hỷ hay không? Nhưng mà riêng mình, cái nhìn của mình thì thưa các vị, mình thấy mặt của y tá, của bác sĩ Mỹ rất ghét, có phải không? Và những người trong bệnh viện họ cũng không mấy gì ưa chuyện này đâu. Và không biết nó chửi lầm bầm cái chi thì chúng ta không biết nghe. Cho nên các vị nên tránh tình trạng thế này. Dù cho người thân của mình có rất nhiều bạn bè pháp hữu ủng hộ niệm, thì các vị cũng tìm cái cách giúp cho người ta rằng là đợi bao giờ đưa về liệm đàng hoàng, bỏ vô hòm đàng hoàng, sạch sẽ đàng hoàng. Lúc bây giờ vì cái giao tế lễ lược bình thường, các vị có thể tới để viếng tang, thể tụng thời kinh, niệm một thời hộ niệm là tốt rồi, chứ không có nhất thiết phải bắt chước cái truyền thống mà nghe mấy thầy đồn như vậy là làm theo. Nó rất là tội nghiệp cho người sống, tội nghiệp cho những bạn bè pháp hữu của mình. Đó là hai việc về tự thân của cái xác chết, về người hộ niệm. Điều thứ ba, giải thích thêm để các vị tỏ tường rằng là thưa đại chúng, là cái quan trọng là lúc sinh thời này, lúc các vị còn sống đây, các vị tu tập ra làm sao để quyết định vận mệnh của các vị về cái chuyện trả hình hài về cho các bụi, thì các vị đi thế nào nghe. Chứ đừng nghĩ rằng là tới mình ra đi rồi, rồi mình mời 500 ông thầy, 500 vị sư cô tới để tụng niệm rồi mình siêu thoát. Thưa cái điều này trong kinh văn Đức Phật không mấy gì chấp nhận. Một hôm A Nan hỏi Bạch Thế Tôn, con thấy rằng là trong truyền thống Bà La Môn có những vị Bà La Môn mất rồi thì 500 thầy Bà La Môn tới tụng niệm, như thế thì cái lợi ích của cái công phu
tụng niệm như thế này nó ra làm sao? Xin Thế Tôn dạy cho chúng con. Thế Tôn nói: này A Nan, ví như có một người họ bưng tảng đá họ ném xuống giếng, họ mời 500 thầy Bà La Môn tới tụng niệm giùm. Để tảng đá nó có vì lý do là 500 người tụng rồi nó nổi lên mặt nước không A Nan? Bạch Thế Tôn: không thể, tại đá thì nó nặng, nó đâu thể nổi được. Thế Tôn dùng ví dụ thứ hai, nói ví dụ như người ta đổ dầu xuống giếng, người ta mời 500 thầy Bà La Môn tới tụng, cho dầu này nó chìm xuống đáy nước, được không A Nan? A Nan nói: Bạch Thế Tôn cũng không, dầu nó nhẹ mà. Thế Tôn dùng cái ví dụ đó để dạy rằng là khi thần thức ta cưu mang, phiền não, bất an, giận dữ, căm hờn, tức là những cái tính chất tiêu cực nó tràn đầy cái tâm thức các vị, thế thì không có thần linh nào giúp cho các vị nổi lên được cả. Thế rồi tâm thức các vị nó nhẹ như là chiếc bông bồ công anh, thì gió thì nó bay lên trời cao thôi, dù các vị có tụng kinh nó cũng không thể nào nó chìm xuống nước được. Thế thì thưa đại chúng, ngay lúc sinh thời mình còn sống đây, mình không khéo tu tập để thanh lọc, để gạn hết những cái phiền não cấu uế trong tâm thức, để cho lòng mình nó trong, nó nhẹ, nó chắp cánh nó bay, thế rồi các vị cất chứa nó toàn là cái thứ nặng trĩu như đá, rồi các vị mong rằng là tới lúc mình mất rồi, để 10 tiếng bắt các thầy các cô hoặc là những người trợ niệm đó niệm Phật giùm cho tôi, thì cũng không cách chi mà các vị siêu thoát được cả. Hãy tin lời Đức Thế Tôn dạy, vẫn mở anh nắm trong tay. Sự sinh diệt của anh, vãng sinh về cảnh giới nào anh cũng nắm trong tay nha, chứ không có thần linh nào quyết định, cũng không có ai mà trợ niệm bên ngoài quyết định được giùm cho ta cả. Chẳng qua đó là những cái sinh hoạt nó mang cái tính cách có cái nét văn hóa của xã hội đời thường đi vô thôi, chứ còn thực tế thì thưa các vị, trong đạo Phật từ quá khứ tới hiện giờ không hề có cái chuyện là nương tựa vào quy lực của người khác để được vãng sinh hay là để cứu thoát. Bây giờ thì cái chuyện này thưa các vị, nó trở thành một cái bộ môn rất là phổ biến nha. Người ta làm tai đàn chẩn tế bạc độ đó, nào là dớt vong, nào là mở cửa địa ngục, mà thưa các vị, cửa địa ngục có biết ở chỗ nào đâu mà mở hay không mở, mà các thầy làm cái phép mở cửa địa ngục đàng hoàng á. Mà chúng ta thì cứ một bề tin rối rối, thấy các thầy làm như vậy tin rằng là mở được cửa địa ngục. Và thưa các vị, đôi khi mình tu Phật mà không tin theo Phật, không tin theo cái thuyết nào đâu, chứ không phải tin theo thuyết của Phật dạy, rất lạ. Cho nên xin các vị Phật tử lưu ý về điều này. Dạ, tôi xin thượng thỉnh Hòa Thượng. Con thường nói chuyện với các bạn, các huynh đệ ở trong nước, như ở khắp nơi, hay được nói về những chuyện mà luân thường đảo ý hay đảo ngược nhất thời buổi này. Thì các bạn, các huynh đệ hay nói là thời mạt khác. Như vậy thì Hòa Thượng có nghĩ rằng có đúng hay không? Có chuyện là thời mạt pháp, và nếu mà có thì thời mạt pháp có ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam? Thưa đại chúng, là kỳ thực trong kinh văn Đức Phật không có cái định chuẩn về bao nhiêu năm mạt pháp nghe. Thế nhưng mà ngài có nói một câu rằng đó là thời kỳ chánh pháp càng ngày nó càng nhạt nhòa đi, cho nên đời sống chư tăng càng ngày càng hướng về tranh đấu nè, hướng về lợi danh nè, hướng về vật chất. Thế thì biết rằng là tình trạng chánh pháp nó đang suy thoái. Thế nhưng mà thưa các vị, chúng ta có cái nhìn thế này để các vị có thể nhận ra được rằng mạt pháp hay là chánh pháp tùy vào năng lực tu là một, tùy vào cái trái tim và cái lòng nhiệt thành của các vị đối với sự tu tập là hai, mà các vị nếm hương vị pháp cũng không nghe. Ngay thời chánh pháp cũng không thiếu những người đang bị cái tình trạng tâm thức mạt pháp có mặt ạ. Ngay thời Thế Tôn tại tiền, thưa các vị, cũng có những thầy tỳ kheo lâm vô cái tình trạng là quay lưng lại với Phật, chối từ chuyện tu tập và cũng chạy theo vật chất lợi danh. Thế thì trong thời này cũng vậy, thưa các vị, đành rằng là cái thời cách Phật tới 2600 năm, nhưng không có nghĩa rằng là dòng chảy chánh pháp đã biến mất. Các vị nhìn thời tiết hiện tượng thiên nhiên thì các vị thấy điều này nghe.
Thưa các vị, có những mùa đông mà trong đó có những ngày hè, rồi có những ngày hè nhưng mà cũng có những lúc trời lạnh như mùa đông. Thế thì thời tiết, thưa các vị, chưa hề hoàn toàn mùa nào ra mùa nấy rõ ràng. Thế thì con người, ngay đời sống của tự thân chúng ta, chưa hề có một con người nào mà họ từ sáng tới chiều họ thuần một tâm thức, không có lúc nắng, lúc mưa, lúc ấm, lúc lạnh nghe. Thế thì dòng chảy chánh pháp, thưa các vị, ngay thời chánh pháp cũng có một phần của cái sự mặc pháp. Thế rồi ngay cái thời này 2600 năm, đừng nghĩ rằng là không có dòng chảy chánh pháp. Khi nào lời kinh tiếng pháp của Phật bị xóa sạch, không còn hình tượng của Phật, thì lúc bấy giờ được gọi là lúc mạt pháp. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để các vị thấy rằng là chánh pháp hay mạt pháp nó không phải là giai đoạn của thời gian, mà nó ở nơi tâm thức con người, nơi cái sự có mặt của chư tăng tu cùng không tu, nơi cái sự tu cùng không tu của các Phật tử, mà được gọi là chánh pháp hay là mạt pháp. Thế rồi cái việc kế tiếp, thưa các vị, mình muốn thưa đó là Ngài Ajahn Chah, Ngài nói một câu mà chúng ta nên chiêm nghiệm về điều này nhé. Ngài nói rằng là các quốc gia Phật giáo đã hưng thịnh, nó có mặt rất là lâu bền và đã từng có những thời qua trái chánh pháp có đầy. Thế nhưng mà nó giống như cây cổ thụ vậy, càng cao lớn rườm rà thì trái nó càng bé xíu lại, và đôi khi trái rất ít mà tàn với lá thì nhiều. Thế nhưng mà những nơi như vùng đất Mỹ Châu, thưa các vị, thì hạt giống chánh pháp mới vừa được trồng gần đây thôi, chứ chưa phải là nhiều lắm, rất ít trái. Thế nhưng mà những cái cây tơ khi nó có trái thì trái nó rất là to, rất là to. Đó là Ngài Ajahn Chah, Ngài nói. Rồi các vị nhìn hiện tượng lịch sử, các vị thấy nghe, khi Phật Pháp không còn có mặt nơi đất Ấn Độ thì Phật Pháp Trung Hoa bắt đầu hưng thịnh. Thế rồi Phật giáo Trung Hoa bắt đầu suy thoái thì Phật giáo Nhật Bản bắt đầu hưng thịnh. Và hiện tại thì thưa các vị, cái điều kiện của hoàn cảnh xã hội ở những vùng Đông Nam Á dường như là người ta chú trọng đến chuyện chùa chiền, đến chuyện tăng tín đồ cho đông, đến chuyện là hướng ngoại rất là năng động. Thế nhưng mà cái con đường tu tập thì chừng như, thưa các vị, đối với những quốc gia Tây Phương đang phát triển hiện tại thì cái sĩ số của người Tây Phương họ tu dường như là nó chắc thật hơn là người Đông Phương của chúng ta. Thế cho nên lời của Ngài Ajahn Chah, Ngài nói rất là chính xác. Phật Pháp nó như mặt trời, thưa các vị, lặn ở nơi này thì mọc nơi khác. Thứ hai nữa là cái chữ mạt pháp của người Phật tử người ta hiểu á, nó dính liền với cái chữ tàn mạt, có phải không? Cái chữ rụi đi, mất biến. Nhưng mà mạt có nghĩa là cái ngọn, thưa các vị. Chánh pháp nghĩa là cái gốc của Phật giáo, và mạt có nghĩa là cái ngọn ngành của Phật giáo, chứ không phải mạt là Phật giáo biến mất, thưa không? Cho nên các vị lấy cái ý nghĩ rằng mạt pháp là chánh pháp không còn gì, thưa không phải. Tức là cái dòng chánh pháp nó rất là xa, nó xa cái nguồn cội tới 2600 năm. Thế cho nên gọi cái thời này là cái thời nó xa với chánh pháp vô cùng là như vậy. Nhưng mà cái phẩm chất của sự tu, thưa các vị, từ nền tảng kinh văn, nếu các vị thực tâm thì các vị cũng nếm được hương vị chánh pháp. Một cái câu quy kết lại đây nó là thế này, thưa các vị, là chánh pháp hay mạt pháp tùy vào tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta có một cái nhiệt tình rất là lớn lao, cái niềm đam mê, con đường tu tập cháy bỏng trong ta, thì cho dù các vị ở trong hoàn cảnh của mạt pháp, trong hoàn cảnh của Phật giáo đang suy đồi, thế nhưng mà các vị vẫn tìm ra được cái dòng chảy của chánh pháp các vị tu. Tâm thức như thế nào thì nó tương ứng với cái tần số tâm thức như thế ấy. Ví dụ như tâm thức của tôi là cái người thích lao sao, thích vọng động, thích lợi, thích danh, thì cái nơi nào người ta tu hành nó chân tình, không có chuộng lợi, chuộng danh, không có xe xua hình thức, thế thì mình tới mình chán ngay, mình không có thể sống ở đó được, không thể tu được. Thế rồi tâm thức của mình nó tràn đầy cái ý lực của sự tu. Mình đến những nơi mà họ chỉ có biết một việc là miệt mài tu, họ bỏ hết những hình thức cồng kềnh rườm rà, không có khoe mẽ chi cả,
Mình đến đó mình thấy, ồ, nơi đây đúng là nơi hợp với mình đây. Rất dễ hiểu thôi. Rồi một cái ví dụ dễ hiểu hơn nữa là thế này. Tâm thức các vị mà nó gắn liền với casino thì các vị đi một vòng thành phố này, cái chỗ bắt mắt của các vị là cái chỗ nào? Casino thôi. Nhìn qua là nhớ đường, nhớ nẻo ngay à. Tại vì mình nghĩ rằng trong túi có tiền đây, rảnh là mình tới đó. Còn những nơi mà nó không hà với các vị thì các vị ngó 10 lần các vị không nhớ chỗ đâu nghe. Cũng như vậy, tâm thức người Phật tử họ rời thành phố cũ đến những nơi mới. Cái việc đầu tiên không phải là họ tìm cái chợ nào gần nghe. Việc đầu tiên là tìm cái gì? Cái chùa nào ở thành phố này tôi biết nên tôi đi chùa coi. Có phải vậy không? Thì nó là như vậy đó. Khi lòng của các vị nó tràn lên cái niềm thiết tha tu tập và mơ ước được nếm hương vị chánh pháp, thì cho dù hoàn cảnh mạt pháp, tức là ngọn ngành của giáo pháp, các vị vẫn nếm được dòng chảy chánh pháp, các vị thực tập, các vị hành trì đó. Một câu kết luận là chánh pháp hay mạt pháp nó xảy ra nơi tâm thức ta, chứ không phải là với thời gian hay là với hoàn cảnh đạo Phật nha. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, thầy cho lúc mà người thân của mình ra đi thì mình có nên khóc, có được phép khóc không, hay là phải sau 49 ngày mình mới khóc? Mà nếu đúng là sau 49 ngày mình khóc thì làm sao để trước đó mình có thể kiềm chế được cảm xúc của mình? Thưa các vị, là cái trường hợp này nó xảy ra ở hai phần á, phần người mất và phần người còn lại. Có những trường hợp, có những người thân đã đi đó, đành rằng họ không già lắm, họ rất là trẻ. Thế nhưng mà chừng như là cái năng lượng lành của họ, cái sự tu tập của họ, hay là cái niềm vui của họ lúc ra đi đó, họ làm cho người thân của họ tự nhiên không cảm thấy đau buồn gì hết. Tự nhiên là một cái đám ma, nhưng mà người ta rất là hỷ lạc, nó vui. Các vị có gặp trường hợp như thế này chưa? Dường như chưa ha. Nhưng mà đôi khi chúng ta gặp nghe. Thế thì cái điều thứ nhất xảy ra đó, thưa các vị, đó là nếu các vị chuẩn bị cho tốt, các vị tu tập cho ngon lành. Nó từ nhà quê là tu cho ngon lành. Thưa các vị, mình ra đi chẳng những mình không có làm người thân mình đau buồn, mà có khi họ cảm thấy rất là an lạc, rất là an lòng. Đó là trường hợp thứ nhất, nơi người ra đi. Trường hợp thứ hai, nơi người còn lại, thưa các vị, cái điều xin khuyên nhau một lời đó là ta nên cư xử với nhau thật đẹp lúc còn sống. Hãy cư xử với nhau, đem tất cả trái tim chân thành của mình, sự yêu thương của mình, rộng lượng tha thứ của mình đối với người thân của mình lúc còn sống. Hãy làm tất cả những điều gì làm được cho người còn sống. Thì người ra đi rồi mình cảm thấy không có gì tiếc nuối, không có gì buồn lòng, không có gì ân hận cả. Một phần của đời sống chúng ta khóc nhiều có khi nó không phải vì cái sự đau thương người ra đi, mà có khi mình nhiều ân hận lắm. Đôi khi nó là như vậy nghe. Cho nên điều khuyên thứ hai đó là chúng ta nên cư xử với nhau lúc sống đây rất đẹp, đến nỗi là không còn chỗ nào tốt hơn nữa nữa. Thế thì các vị sẽ thấy rất là mãn nguyện khi người thân của các vị như là bố, như là mẹ ra đi, không có gì ân hận cả. Điều thứ nữa, thưa các vị, khóc là chuyện bình thường. Khóc là chuyện bình thường. Cái khả năng khóc của chúng ta, thưa các vị, nó làm giảm nhẹ cái nỗi đau, sự mất mát. Ngày xưa, khi mà Thượng Đế tạo ra một hình con người vô cùng đẹp, một vị thiên thần đứng cạnh ấy, thưa Ngài, cái con người này rất là hoàn thiện, đẹp từ trên đầu tới dưới chân. Thế nhưng mà có một điều chúng con không có hài lòng mấy là tại sao Ngài làm bên cạnh khóe mắt dễ thương này có hai cái lỗ nhỏ xíu để làm gì vậy? Thượng Đế nói, ngươi biết không, đây là một con người có hình thể rất đẹp, có sức chịu đựng vô cùng lớn lao, rất là dày so với hình thể người con trai. Thế nhưng mà đây là con người, họ sẽ chịu đựng rất nhiều nỗi khổ giữa trần gian, cho nên Thượng Đế muốn làm cân bằng đời sống của họ. Cho nên phải làm hai cái tuyến lệ để họ có thể rơi những giọt nước mắt, làm bớt đi cái sự căng thẳng, bớt đi những nỗi đau
bớt đi những nỗi phiền muộn âu lo do chịu đựng vô cuộc đời. Người ta viết về câu chuyện nó dễ thương là như vậy. Cho nên thưa các vị, khóc là việc bình thường, không có gì phải khống chế khi mình khóc cả. Thế nhưng mà thưa các vị, có khi cái khóc nó không có kèm với cái nỗi kêu gào xót xa đau đớn trong trái tim nha. Các vị khóc vì xúc động, khóc vì buồn người ra đi cho phép, nhưng mà các vị đừng để cho tâm thức các vị nó tràn đầy những cái tiếc nuối nhớ thương hoặc là những cái quằn quại của khổ đau á. Tại vì tâm của các vị nó tương thông với người ra đi ạ. Không có người thân nào có một cái sự ràng buộc tâm thức với bố với mẹ bằng ta cả. Ví dụ như ông thầy đó mà ông đạo hạnh mấy đi nữa, thưa các vị, ông tới chú nguyện, ông cũng vẫn là người xa lạ nghe. Ông chỉ dùng năng lượng từ bi ông chú nguyện thôi. Nhưng mà cái người có thể làm cho người thân của chúng ta dịu được buồn, dịu được cơn đau, dịu được những nỗi niềm đó là chính ta, là con, là cháu trong gia đình. Tại vì ngoài cái liên hệ về huyết thống của các vị, gen di truyền của các vị, tâm thức của các vị, nó là một phần liên hệ rất chặt ạ. Bố mẹ ta tạo ra hình hài của ta, còn tạo luôn cho cái sự hình thành từng tế bào não của ta nữa nghe. Các vị trưởng thành trong bụng mẹ, toàn bộ cơ thể của các vị, ý tưởng của các vị có một phần của bố mẹ truyền cho các vị ạ. Do vậy cho nên cái sự tương thông giữa mình với người thân rất là đậm đà. Cho nên khóc thì có quyền, nhưng mà các vị đừng có làm cho cái nỗi khổ đau, thổn thức nó làm tê liệt cả người mình. Thế thì các vị làm cho cái người ra đi họ sẽ xót xa lắm, họ đi không được. Ngoài cái việc liên hệ về tâm thức, về tình cảm, còn liên hệ nghiệp với nhau nữa nghe. Liên hệ giữa ta với vợ ta, ta với chồng ta, ta với con với mẹ là liên hệ nghiệp, có khi nhiều đời chứ không phải một đời đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, mình trở lại cái việc mình muốn nhấn mạnh ở đây là các vị làm buồn con của các vị buồn hơn nhiều. Các vị làm cho bố mẹ các vị bất an, các vị luôn là cảm thấy lòng bất hạnh đó. Cho nên nếu ta có gây bất cứ điều gì với người thân của ta thì nên tìm mọi cách tháo gỡ để hàn gắn, để thiết lập lại sự truyền thông. Và khi ta được nuôi dưỡng trong cái điều kiện thương yêu của gia đình thì thưa các vị, cái sự tu tập của các vị mới tiến bộ được. Còn không thì rất khó tiến bộ. Một người mà họ cắt gốc rễ với sự liên hệ của họ, thưa các vị, trong cuộc đời này họ lâm vô cái tình trạng rất là khó khăn nghe. Tâm thức mình nó dường như nó bị thương tật ít nhiều á. Cho nên nó có nhiều cái quẩn khúc lắm. Người ta có một cái thử nghiệm, Mỹ nó có những cái thử nghiệm tức cười mà vui lắm. Nó thử nghiệm rằng là tại sao những cặp vợ chồng nó hơi khùng khùng, tức là khùng phân nửa thôi chứ không phải khùng hết, mà nó sinh con ra lại rất là thông minh, rất là dễ thương, rất là đẹp đẽ và xinh xắn vô cùng, dễ thương vô cùng. Hóa ra là nó khám phá rằng là cái cặp vợ chồng hơi khùng khùng kia dường như nó không biết thưởng thức cái gì ngoài cái chuyện là thưởng thức đứa con của nó cả. Hết vợ tới chồng, thay nhau nó bồng, thay nhau nó hôn, thay nhau nó chiều chuộng, thay nhau nó cõng đi chơi. Chồng thì để lên đầu đổi đi chơi, vợ thì cõng trên vai, cứ thế. Nó chỉ biết đứa con đó là duy nhất và nó trút tất cả năng lượng thương yêu của nó cho con đó. Thành ra đứa con, thưa các vị, vô cùng là dễ thương. Tánh tình của nó vô cùng hòa quảng, nó không có bị xung đột, tức là tâm thức không tật bệnh. Do vậy cho nên nó rất là thông minh. Rồi các vị để ý rằng là vợ chồng mà ngủng ngẳng, mà xung đột, mà thù hận á, thì sinh đứa con ra nó rất là khó giải ngay. Tánh tình của nó rất là khó chịu. Tâm thức ta như thế nào tạo thành hình của cái hạt mầm trong ta như thế ấy. Lòng thương yêu của ta mà phủ trùm lên đời sống của những em bé, em bé nó rất mong manh, tâm thức của nó mong manh lắm, thì nó sẽ trở thành những con người rất ưu lì dễ thương là như vậy. Tóm lại, thưa các vị phải làm thế nào thiết lập được cái sự truyền thông lại, làm cho lòng mình nó tràn ngập cái năng lượng của sự yêu thương, thì các vị tạo được hạnh phúc giữa cuộc sống đời thường rất là dễ.
còn không thì cực lắm. Mình tu nhưng mà thưa các vị, có nhiều quẩn khúc của tâm thức mình gồng rửa không có xong. Còn các vị giải tỏa hết những nỗi niềm chung quanh, hãy học cái nghề của chú nhỏ đệ tử mình đó. Nó nói con có lỗi gì đâu mà con xin lỗi vợ con thầy. Nó không cần, làm cho người ta vui được là tốt rồi, không có lỗi thì cứ xin lỗi chẳng sao cả, chết gì đâu. Hãy dành cái sự cạnh tranh hơn thua đó với người hàng xóm, với kẻ có tài ba, chứ mắc gì đâu mà dành cái sự cạnh tranh hơn thua nhau từng lời, từng ý nghĩ với vợ của mình, với con của mình, với chồng của mình, chi cho nó vô duyên vậy. Và các vị thua có mất mát gì của các vị đâu. Các vị làm cho cái năng lượng đầm ấm nó phát sinh trong đời sống của các vị. Mình không có lỗi chi cả, nhưng mẹ mình cứ đè đầu mình bảo rằng mi có lỗi đó. Và có mất gì đâu thưa các vị, một lời xin lỗi, một lời ngọt ngào. Và nhiều lắm là ôm bà một cái, dỗ dỗ vào lưng bà vài cái, không có mẹ nào thù hận mình. Thưa các vị, điều này trong tầm tay của chúng ta. Tóm lại, không có nghiệp với nhau thì không dính nhau thành đời sống gia đình, thành mẹ, thành cha, thành bố, thành con, thành chồng, thành vợ nghe. Chúng ta đều liên hệ với nhau, nhân duyên là một, nghiệp lành với nhau là hai. Tôi mà không có duyên với các vị, tôi tới đây làm chi, cũng có chút duyên gì đây. Cho nên chúng ta gặp nhau và 9:35 nghỉ được rồi, hẹn ngày mai. Giờ thì mời đại chúng chắp tay hồi hướng cho vạn loại chúng sinh nhờ ân phước của Tam Bảo. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng nguyện học Phật đạo vô thượng nguyện.